không ba tuổi. Vào live đi ạ. Người vào live đi. Hôm nay chúng ta sẽ có áo Zealand nhá. Trời ơi, áo Zealand cho em hôm nay toàn bản dày bịch luôn. Trời ơi, chị em nào mà sắm được áo Zealand hôm nay thì đảm bảo là toàn những con là dày đẹp ấm sướng này. Các bà ơi, nhìn hộ em những con áo Zealand rồi. Trời ơi, cái chất lượng của nó thật là dã man. Xin chào 17 chị nhá. Xin chào 17 chị đang xem. Mọi người ơi, vào luôn đi ạ. Các chị vào luôn cho em nhá. Hôm nay em sẽ có áo di lê, số lượng thì nó cũng không nhiều lắm đâu. Chắc là đây là một trong những cái kiện cuối cùng của mùa đông năm nay rồi. Nên là mọi người săn nhanh nhá. Săn nhanh để săn được những bản đẹp này. Muốn màu gì hôm nay em cũng có cho các chị luôn này. Các chị muốn màu gì thì comment cho em nhá. Nhìn hộ em những cái chất của nó nhìn sướng thế các bà ơi. Nhìn những cái chất của nó trông phê lắm luôn ấy. Bên em nhà em gộp đơn thoải mái nhá chị ơi. Chị đã săn được tối hôm qua rồi, mình vào săn tiếp Zile để gộp đơn luôn thể này. Em đảm bảo là vào vụ các bà không thể mua được những cái bản chất đẹp như thế này với cái giá 120.000 đâu các bà ơi. Nên là nhanh tay nhá. Nhanh tay săn cho em này. Những con này sướng nhở. Giày đẹp cho em nhá. Giày đẹp cho em ạ. Một màu hay là họa tiết các thứ em đều có hết nhá. Có những bản này rất là xinh luôn đấy. Trời ơi, những con này trông sướng nhỉ các bà ơi. Xinh dã man luôn đấy, xinh xẻo nhỉ. Mặc váy áo giữ nhiệt xong mặc những bản này bên ngoài cho em đảm bảo là bao đẹp luôn. Rồi mọi người ơi, vào luôn đi ạ. Số lượng ít này. Số lượng ít và toàn là hàng hiếm, hàng tuyển hôm nay thôi. Nên là chị nào mà thật sự là muốn săn di lê những bản đẹp ấy, những bản đẹp xịn thì mình vào nhá. Những bản đẹp xịn thì mình vào cho em này. Trời ơi, những cái bản màu trắng cũng nhiều bản xinh các bạn. Những con như thế này này, đơn giản và đẹp. Rất là đơn giản và đẹp cho em này. Chị nào thích những bản như này không? Em rất hay mặc kiểu như này nhá các bạn ơi. Nó đơn giản và rất đẹp. Đơn giản và rất đẹp cho em nhé mọi người. Chỉ cần mặc mix với cả áo sơ mi hoặc là áo giữ nhiệt cho em mùa đông là không thể thiếu được đâu á. Rồi, những con như này. Những con như này hiếm có, khó tìm luôn này. Có cổ cho em nhé các bà ơi. Đẹp thế, trời ơi, lung linh luôn. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Các chị ơi, mình chấm comment lên cho em nhé. Ai đang xem thì mình thả tim, thả like và chấm comment lên cho em ạ. Em thấy 25 chị đang xem. Mình chấm comment tương tác nhiệt tình lên cho em nhé. Đảm bảo là lô hôm nay là lô hiếm có, khó tìm luôn các bà ơi. Những con như này, những con như này thì không hiếm có thì là gì đây các bà ơi. Ít khi có những con như này lắm luôn ấy. Hôm nay em có mấy bản. Đây, mấy bản có cổ như này. Trông rất đẹp. Rồi, mình vào nhanh cho em nhá. Ai đang xem rồi thì chấm bài, thả tim, thả like, tương tác lên cho em đi ạ. Chấm bài, thả tim, thả like lên cho em nào các chị đẹp ơi. Rồi, mình sẽ làm việc sớm sủa luôn. Những con như này cho em này. Rất là xinh luôn ý. Rất là xinh luôn các bà ơi. Nó dày lắm. Vặn thừng cho em hết toàn bộ này. Vào mùa mà các bà có những con như này mặc thì em đảm bảo là bao sướng luôn. Em like khá là nhiều cam di lê đấy. Trong vụ ấy, khui kiện đấy mọi người. Nhưng mà đây này, những cái con chất như này này, hiếm cực, đếm trên đầu ngón tay luôn. Đếm trên đầu ngón tay luôn các chị ơi. Vì thế nên là chị nào mà muốn săn những bản đẹp xịn, đẹp xịn nhá, mới, giá ok, thì mình vào ca like này với em. Đây có mẫu vằn ngựa không chị? Mẫu vằn ngựa à? Mẫu vằn ngựa có phải như thế này không chị? Mẫu vằn ngựa là ý chị là như thế này á? Hay sao? Nói chung là nhiều mẫu lắm chị ạ. Nói chung là nhiều mẫu lắm. Những con như này này, chất xịn cực kỳ luôn đấy các bà. Hôm trước đã chị nào nhận được di lê chưa? Chị nào nhận được di lê cái lô mới lô 120 nhá, không phải là cái hàng em chiên mọi người đâu. Hàng em chiên mọi người thì cũng có con đẹp nhưng mà cũng có con mỏng mỏng thôi. Còn nếu mà chị nào mà đã nhận được cái lô hàng 120 rồi thì mọi người biết chất rồi đấy ạ. Những bản như này xinh nhỉ, mỏng mỏng thôi. Các chị mặc kiểu nhẹ nhàng, kiểu chảnh chảnh ấy là. Mặc kiểu nhẹ nhàng chảnh chảnh ấy, miền Nam miền Bắc mặc được ok này. Những bản như này miền Nam miền Bắc đều mặc được ok cho em nhá. Nó mỏng không á, như một cái áo khoác ngoài thôi, như một cái áo sơ mi thôi. Chị nào mình thích là lần nào nhận di lê cũng đẹp xịn à? Ui đúng rồi chị Thùy Dương ơi. Ui đảm bảo là hôm nay còn chị còn phải sướng hơn nhiều ấy. Chào chị Kim Quý nhá, chào chị Thùy Dương, chào chị
xin chào 31 chị đang xem live này. Rồi, các chị ơi, mọi người ơi, chấm bài tương tác mạnh lên cho em với. Các chị thả tim, thả like nhiệt tình vào cho em này. Những bản như này rất xinh luôn nhá. Các chị miền Nam, miền Bắc mình mặc đều ok. Nam Bắc mặc đều ok hết cho em luôn này các bà ơi. Xinh nhở, kiểu cardigan hết các bà. Kiểu cardigan bên mặc bên ngoài áo sơ mi thời tiết này quá là ổn luôn, những con mỏng mỏng như này. Rồi, mình lên luôn đi nhá. Thế em lên màu sáng hay màu tối thì comment cho em. Muốn em lên màu sáng hay màu tối, chị nào muốn chọn những con thật là dày đẹp xịn thì chị bảo em. Em chọn cho chị mấy con gọi là nứt cái nách luôn. Đảm bảo là vào mùa mà các chị mặc là ai nhìn cũng phải thích, ai nhìn cũng phải hỏi là mua áo ở đâu luôn đấy mọi người ạ. Rồi, màu đỏ cũng có nhiều đấy, hôm nay màu đỏ cũng có nhiều luôn nhá. Các chị thích kiểu gì và form như thế nào thì báo em nhá mọi người ơi. Thích kiểu ngắn ngắn như em đang mặc hoặc là thích kiểu dài hơn một tí hay như nào thì mọi người báo nhá. Rồi, chắc là em sẽ vào làm luôn rồi, các chị vào là vừa nhá mọi người ơi. Thật sự là những cái số like như này này, chỉ bán cho chị nào mà thật sự là có nhu cầu và đã biết thẩm cái hàng, cái chất nhà em rồi ấy mọi người. Đấy, thì đảm bảo là mọi người, trời ơi, săn vội luôn các mọi người ơi, săn vội luôn ấy. Nhiều con xinh cực luôn, nhìn con nào chất cũng phê, con nào cũng thích. Rồi, em lên luôn nhá. Lên luôn một bản em đang mặc này, đầu tiên đi size SM nhỏ này, 53 cân quay đầu. SM nhỏ 53 cân quay đầu, cái màu nó nhã nhặn, mặc xinh lắm các bà ơi. Đẹp nhở, đơn giản thôi nhưng rất đẹp nhá. Em lấy 120 đi ạ, mã là 325, 120 nhá. Lên mã cho em là 325 này, đơn giản mà đẹp 120, lên mã 325. Rồi em lên một con này cho em 50 cân quay đầu. Miền Nam, miền Bắc mặc hết nhá, nó mỏng dính thôi. Nó mỏng dính thôi nhưng mà cái chất của nó rất là xịn á. Rất xịn luôn này. 120, mã là 360. 120 nhá, lên mã cho em là 360. Các bạn muốn em lên size như thế nào thì comment nhá. Màu gì nữa ạ, màu gì nữa ạ. Rồi lên một bản này cho các chị 60, 65 cân đi. 60, 65 cân, trời ơi, những cái nách luôn các bà ơi. Chất của nó đẹp lắm, chất của nó rất là xịn luôn ấy. 65 cân quay đầu này, 120, mã là 334. 120 nhá, lên mã 334. Em đảm bảo là các chị nhận được những con như thế là các chị xuống lắm. Vì sao? Trời ơi, chất nó đẹp á. Đây, con này chả siêu phẩm luôn này các bà ơi. Con này siêu phẩm luôn, màu sữa cho em ạ. Chị nào thích màu sữa chị lấy con này cho em đi. Nó dày và nó rất là đanh. Kiểu cái chất len của nó là cái loại xịn luôn đấy các chị. Đây này, các bà mặc những con như này mùa đông là sướng lắm luôn ấy. Thật sự những con chị nào mà muốn săn siêu phẩm thì mình vào nhá. Đây, đẹp nhờ. Nó lại còn kiểu cắt cắt xẻ xẻ, rất là xinh luôn, size SM thôi ạ, dưới 55 cân. SM cho em dưới 55 cân các chị lên luôn nhá. Bản này rất xinh luôn này các chị ơi. Chị nào nhanh tay được con này cho em xịn cực. 120 đi ạ, mã là 41420. Mã cho em là 414 nhá. Rồi chị nào thích lên có cổ mình lên con này cho em SM dưới 55 cân này. SM cho em dưới 55 cân. Trời ơi, bao đẹp bao xịn luôn. SM cho em mưa nhá, dưới 55 cân chị ơi. Nhanh tay nhanh tay. Trời ơi, con này xịn quá các bà ơi. Nhìn gần cái chất nó hộ em tí. 55 cân quay đầu nhá. 120 mã là 478 đi ạ. 120.000 thôi, lên mã cho em là 478 nhá, 120. Rồi, muốn em lên màu gì comment đi chị ơi. Muốn em lên màu gì comment nhá. Bản này cho em 53 58 cân này. Trời ơi, siêu xịn luôn. Siêu xịn luôn, nó là dòng cardigan cái cúc cho em ạ. 53 58 cân nhanh tay này. 120 mã là 395. 120 nhá, mã 395. Các chị ơi mình đang xem live rồi, chấm bài thả tim thả like mạnh mẽ lên cho em nào. Rồi, con này cho em rất là đẹp luôn, nó là yếm luôn nhá các chị ơi. Yếm luôn á, yếm này, yếm len cho em nhá. Con này chị nào 53 cân quay đầu yếm len cho em nha mọi người ơi. Mặc bên trong áo sơ mi hoặc là áo giữ nhiệt. Các bạn mà con này làm yếm đi bốt cho em này, bao sang luôn, chất đẹp lắm. Yếm em cũng lấy bằng áo luôn nhá. 120 đi ạ, mã là 337. 120.000 thôi. Lên mã cho em là 337 nhá. Rồi, muốn em lên màu gì comment nào mọi người ơi. 50 cân quay đầu dáng ngắn đi ạ. 50 cân quay đầu dáng ngắn, trời ơi, cái chất của nó phê gì đâu luôn. Cái này cả nam cả bắc mặc đều được cho em. Cả nam cả bắc mặc đều được cho em. Bản này nhá, nó mỏng mỏng thôi mà nó đanh sướng lắm. 120 đi ạ, mã là 456. 120 nhá, mã là 456. Hôm nay có nhiều bản giày đẹp lắm, chị nào thích nhá, giày đẹp báo em nhá. Thích giày đẹp báo em để em tặng cho mấy con gọi là đỉnh của chóp luôn. Rồi, bản này size L đẹp bạn, 55-60 cân này. 55-60 cân, ôi là mẹ ơi, con này nó đẹp quá này. Họa tiết xương cá cho em, họa tiết in chìm luôn ấy, bác bảo ơi, xịn sò cực. 120 nhá, lên cho em mã là 486 đi ạ, 120.000. Lên mã là 486 này. Rồi, ui, con này cho em thì nó rất là trendy, thời trang. Form này S và M dưới 55 cân, mặc với sơ mi cho em hết nước chấm luôn. Mặc với sơ mi là hết nước chấm luôn các bà ơi, con này quá là đỉnh này. Quá là đỉnh là đẹp luôn nhá. Em lấy 120 đi ạ, mã là 367. 120 này, lên cho em mã là 367 chị ơi, 120.000. Lên mã 367 nhá. Các chị ơi, muốn em lên màu sáng hay màu tối này và form dày hay form mỏng thì báo em nhá. Rồi, con này đẹp quá, size SM dưới 55 cân, dáng ngắn. Con này mặc với sơ mi thì đỉnh luôn mọi người ơi. Mặc với sơ mi và này đỉnh luôn này. Chất của nó khá là dày, đây là dòng len ép nguyên miếng cho em.
120 ạ, lên mã là 347. 120 nhá. 120 lên mã 347 cho em nhá. Con em đang mặc mã là 414 chị nhá. Con này chất đỉnh dã man luôn. Chị nào thích chất này, chị nào thích form đơn giản mà nghiêng về chất, mình lấy con này đi. Em đảm bảo là không làm người thất vọng đâu ạ. Thật sự luôn. Rồi, ui con này xinh nhở. Form này cho em ML 50 60 cân nhá. ML 50 60 cân chất đẹp vô cùng. 50 60 cân cho em ạ. 147 chị nhóc cưng. Mã là 409. 120 mã 409 nhá, chất rất đẹp luôn, 120. Rồi, bản này cho em ML tiếp này, 50 60 cân. 50 60 cân nhanh tay cho em ạ. 50 60 cân nhá. Trời ơi, form đẹp thế các bà ơi. 50 60 cân cho em ạ. 120 mã là 344. 120 nhá. Cái mã là 344 chứ 120. Ôi giời ơi các bà ơi. Xịn thế, 50 57 cân. 50 57 cân đẹp nhất cái nách luôn, không đẹp không lấy tiền con này luôn nhá. Nhìn này. Trời ơi, cái họa tiết của nó xinh xắn gì đâu luôn. 120 mã là 320. 120 nhá. Lên mã là 320 120.000. Lên mã xem là 320 đi ạ. Rồi, đây đơn giản mà đẹp. Đơn giản mà đẹp, form SM dưới 55 cân này, chị nào thích thiên về chất nhiều mình lấy con này cho em đi. Rất là đơn giản mà đẹp này. Xinh nhờ, cái chất của nó mà nó rất là mới nữa không các bà. 120 mã là 328. 120 nhá, nhanh tay cho em mã là 328 120. Mã là 328 đi ạ, 120.000 thôi. Chất của nó đẹp lắm. Ôi con này họa tiết xinh nhờ. Dưới 55 cân, chị nào dưới 55 cân mình lấy con này cho em đi. Nhức cái nách luôn. Dưới 55 cân nhá. Chị nhóc cưng. 120 mã là 373. 120 mã 373 cho em. Trời ơi mọi người ơi, mỗi cái bên em ấy nó chỉ là có một, mỗi mẫu nó chỉ có một cái thôi. Và nó cũng không có size gì cả đâu, nên là nó không có size kiểu ví dụ như SML gì đấy đâu. Nên là các chị thích là phải chốt luôn. Vừa size là phải chốt luôn, mới không có cái thứ hai đâu các bà ơi. Những bản như thế này các bà không lấy thì lấy bản nào đây? Trời ơi sao nó đỉnh thế nhỉ các chị. Bản này dưới 55 cân cho em SM đi ạ. Dưới 55 cân đỉnh thì chốt luôn. 120 mã là 17. 120 mã là 17 toàn sản phẩm thôi. 120 cho em mã 17 đi ạ. Rồi cái màu này mà trẻ đẹp vào các bà ơi. Form này cho em 55 60 cân, size L là đỉnh nhất cái nách luôn này. Size L cho em ạ, mặc về áo trắng sáng màu ở bên trong nhá. Em lấy các chị 120 mã là 485. 120 cho em mã 485 đi ạ, 120.000 thôi. Ui cái chất len của nó này. Cái chất len của nó trầm trồ luôn các bà ơi. ML cho em 50 60 cân. Trời ơi nhìn con này sướng nhá. ML 50 60 cân các chị nhanh tay lấy con này đẹp nhá. 120 mã 345. 120 cho em mã 345, 120 chị ơi. Mã cho em là 345 đi ạ, 120.000. Rồi bản này cho em 52 cân quay đầu dáng ngắn này. Chị nào thích dáng ngắn lấy luôn. Trời ơi không còn phải chần chừ nhiều những bản như này đâu. Với 120.000 một bản là các bà đã sở hữu được những con siêu phẩm rồi ạ. 120 mã là 362 cho em nhá. 120 cho em mã là 362 đi ạ. 120.000 bình thường trong vụ cũng bán 120 thôi, nhưng mà chất những con nó không được như này đâu. Thật sự luôn, những con cái chất của nó không được như này đâu các bà ơi. Đây, con này không lấy thì thôi, thật sự là tôi quá tiếc cho các bà luôn. 55 cân quay đầu nhá. 55 cân quay đầu không lấy những con này là quá tiếc luôn đấy các bà ơi. Nó đanh lì dày ấm mà nó rất là kiểu mới ý. Em lấy 120 đi ạ, mã là 432. 120 nhá, lên em mã là 432, 120 này. Cái mã trên là 432, trời ơi, 120 đi ạ. Mã là 432 này. Rồi, đây bản này mặc thì trẻ cho em. ML 50 60 cân. ML nhá, 50 60 cân, chị nào người to ngang mà kiểu chiều cao khiêm tốn lấy những bản này mặc cực đẹp luôn cho em. 50 60 cân. 120 mã là 142. 120 nhá, lên mã cho em là 142, 120.000 này. Lên mã cho em là 142, trời ơi, 120. Rồi, đây size nhỏ này. 45 cân quay đầu, trời ơi con này xinh xỉu luôn. 45 cân quay đầu nhỏ nhỏ xinh xinh này, chị áo size nhỏ lấy luôn nhá. Size nhỏ không có nhiều đâu các bà ơi. Nhưng con như này các chị nào có con gái lớn ấy, con gái con trai đều được mà. Bé trai mặc cái họa tiết này cũng ok cho em nhá. Tầm 35 40 cân vẫn mặc được nhá. Các bé thì mặc rộng hơn một tí. Em lấy các chị 100, con này lấy 100.000 đi. Mã là 910. 100.000 nhá. Lên mã là 910 100.000. Mã là 910 cho em nhá. 100.000 đi ạ. Rồi ôi, con này nó họa tiết xinh nhỏ, chị nào mới thích kiểu dòng họa tiết thổ cẩm ấy. Không thể bỏ qua con này được đâu mọi người ơi. SM thôi, dưới 55 cân. 910 SM nhá, dưới 55 cân. Trời ơi, bao đẹp luôn. Cái chất của nó các bà ơi. Ước gì qua like ấy. Nó giống như kiểu là phim. Có đẹp 100 em ạ. Nó giống như ở phim 4D, 5D ấy. Các bà có thể 1, 4, kiểu 2, sờ được chất này, cảm nhận được cái sự độ đẹp, độ mới của nó hộ em cái. Dã man con ngan luôn. Dưới 55 cân, 120, mã là 61 ạ. 120 nhá, lên mã 61 cho em 120.000. Lên mã là 61. Rồi những bản này vào vụ mặc là quá đẹp luôn này. Cổ lọ cho em ạ. Cổ lọ cho em nhá. Size SM dưới 55 cân nhanh tay này. SM cho em dưới 55 cân các chị lấy được. 120 mã là 107 chị ơi.
120.000 nhá. Lên em mua mã là 107 đi ạ. 120 này. Mã là 107. Ôi mẹ ơi, con này. Các bà ngắm kỹ nó hộ em tí. Các bà ngắm kỹ nó hộ em tí. Con này gọi là đỉnh luôn này. Trời ơi, trầm trồ luôn đấy các bà. Con này đỉnh lắm. Nhìn những cái đây, cái thớ vặn thừng của nó này các bà ơi. Mà nó rất là mới nó cơ. Bà này dưới 55 cân lấy luôn này. SM4755 cân. Trời ơi. Đỉnh của chóp luôn đấy. 4755 cân nhá. 120, mã là 981. 120 nhá, nhanh tay con này cực kỳ đẹp luôn. Mã là 981 cho em này. Rồi, chào thích cardigan cho em ạ. Thích cardigan hoặc tiết quả chám, cài cúc nhá. Phong này nhỏ thôi, dưới 55 cân các bà mặc đẹp. Dưới 55 cân này mặc lên là bao xinh luôn. Dưới 55 cân nhá. Em lấy 120, mã là 130. 120.000. Lên cho em mua mã là 130 nhá. Những cái nách luôn các bà ơi, 120 ạ. Mã là 130. Trời ơi, những con như này xinh nhở. 55-62 cân. 55-62 cân, họa tiết đẹp thế. 55-62 cân nhanh tay. 120 mã 39. 120 nhá, lên mã 39. Rồi, muốn em lên màu sáng hay màu tối thì comment đi các chị ơi. Muốn em lên màu sáng hay màu tối thì comment nhá. Rồi, dưới 50 cân. Dưới 50 cân lấy con này được ạ. Dưới 50 cân cho em nhá. 120 mã là 441. 120 chị ơi, mã là 441 đi ạ. 120, lên em mã 441 nhá. 120.000. Rồi ôi, 55-60 cân, không có gì phải suy nghĩ luôn này. 55-60 cân chất rất đẹp các bà ơi. 55-60 cân chị lên nhanh cho em ạ. Em lấy con này 120 nhá. Mã là 12 chị, Natasha Maria. 120 mã 12 nhá. Con này không có mắt này. 120 mã 12. Rồi có chị nào size lớn không? Em tặng cho con này 80 cân quay đầu. Trời ơi nó đỉnh lắm các bà ơi. Này nhìn cái áo này. Dưới 80 cân các chị lấy được nhá. Hàng hiệu cho em này mọi người ơi. Nhìn thấy không mọi người ơi? Xịn sò này. Dưới 80 cân các chị nào lấy được nhanh tay nhá. Con này đẹp lắm các bà. 120, mã là 357. 120 nhá, mã 357 lên đỏ à. Đây, đỏ em có đấy. Đỏ có mấy con khá là ổn đấy các bà ơi. Bản này cho em dưới 52 cân này. Xinh nhở, quả tiết quả chám trắng đỏ nha. Nó không quá là kiểu đơn điệu đâu. Nó không quá là đơn điệu đâu. Nó có cái họa tiết như này là mặc các bà mặc trẻ cực luôn. Dưới 52 cân lấy luôn nhá. Ép vào màu nhỏ thôi. 120 đi, mã là 928. 120 cho em nhá, mã là 928. Đây con này cũng nhỏ, à không con này là size M các bà ơi, 50-55 cân. 50-55 cân dáng ngắn ngắn này, xinh lắm, 50-55 cân nhanh tay cho em này. Bà này quá đẹp luôn, 50-55 cân cho em nhá. 120 đi ạ, mã là 917. 120, lên mã cho em là 917 đi chị ơi, 120 này, mã là 917. Rồi, ôi, đó Ngọc Quỳnh. Con này nó đỉnh lắm các bà ơi, chị nào cho em size to này, mắc này size XL nhá, 60-67 cân. 60-67 cân không đẹp em cho mọi người quay đầu luôn. Thật sự luôn, chị nào size lớn lấy luôn này. Chất của nó đỉnh lắm các bà. 50-57 cân nhá. 120 đi, mã là 129. 120 này, lên thêm mã là 129 chị ơi, 120.000. Lên mã trên mương là 129 đi ạ. Rồi, đây. Con này đẹp chưa này, cardigan cho em size L. 55-60 cân. Chất của nó thì gọi là phê lòi luôn các bà ơi. Chị nào lấy được những con như này sướng nhờ. 55-60 cân cho em đảm bảo vào vụ. Không bao giờ có những cái con mà chất nó đẹp như thế này mà 120.000 đâu ạ. Dạ, mã cho em là 99 nhá. 120 lên mã 99 size L là đỉnh luôn. Rồi những con như này thì mặc nó trẻ này. 52-57 cân. 52-57 cân form trẻ cho em. Chị lấy con này, chị nào thích form trẻ lấy con này nhá. Mặc với sơ mi bao đẹp luôn đấy. 120 đi, mã là 948. 120 nhá, mã là 948. 120, mã là 948 cho em ạ. Trời ơi, size L này đỉnh nhờ. 55-62 cân. 55-62 cân trắng nâu cho em ạ. Bản này mặc rất là tôn da luôn các bà ơi, trông nó tây lắm. 55-62 cân cho em nhá. 120 mã 55. 120 cho em mã 55 chị ơi, nhanh tay này. 120 mã 55, trời ơi toàn con nhìn chất như nó cất luôn. Đây. 52 cho chị Yến Vi. Xinh nhờ. 52-53 cân quay đầu. 52-53 cân quay đầu, trời ơi đẹp đỉnh luôn màu này. 52-53 cân quay đầu cho em nhá. 120.000 mã là 469. 120 mã là 469 cho em. 120.000 mã là 469. Rồi đơn giản mà đẹp size M cho em ạ. 547-55 cân size M nhá. Đơn giản mà rất đẹp luôn các bà ơi. Nhìn này, trông sang ấy. Em lấy các chị 120 mã là 358. 120 cho em mã là 358 chị ơi. 120. Rồi con này nó là tay hến này. Bản này cho em các chị lấy dưới 52 cân là đẹp nhất. Dưới 52 cân cho em nhá, S và M nhỏ thôi ạ. 45-52 cân cho em này, chất của nó đẹp lắm các bạn. Tay hến cho em nhá. Em lấy mọi người 120, mã là 354.
120 nhá. Lên em bán là 354 chị ơi, 120. Ui con này đỉnh luôn này. Con này đỉnh luôn, nó là dáng váy nhá các bà ơi. Đây mặc như này xinh nhỉ, đi bốt cao vào cho em. Bà lấy cho em dưới 52 cân đi ạ. Dưới 52 cân, trời ơi cái chất của nó dày lắm luôn các bà ơi. Một con giữ nhiệt màu trắng ở bên trong hoặc màu đen nhá. Xong mặc cái này mà người đi bốt cao lên đảm bảo mùa đông như thế là rất ấm rồi. Dưới 52 cân ok đi ạ. 120 mã là 433. 120 cho em nhá. Mã là 433 nha anh tay này, 120 thôi. Lên mã cho em là 433 chị ơi, 120. Lên mã là 433 cho em nhá. Chị nào thích đơn giản thì về với đội của em này. Em mùa đông toàn mặc những con đơn giản như này thôi. Đây, toàn mặc cái con một màu như này thôi mọi người ơi. Mặc như này xong mặc váy áo giữ nhiệt ở nhà, mặc cái quần nỉ, quần nhung các thứ ấy đều rất ok nhá. Phong cách kiểu nhẹ nhàng thôi mà rất đẹp, trẻ trung. Và lấy cho em size 53 58 cân. 53 58 cân chị lấy luôn cho em nhá, chất đẹp lắm. 120 mã là 426. 120 mã 426 cho em nhá. Rồi mọi người ơi, muốn em lên cái màu gì và size như thế nào thì comment lên đi ạ. Rồi mọi người ơi, thả tim mạnh mẽ lên nào. Thả tim mạnh mẽ lên cho em. Các chị giúp em là mình thả tim, thả like mạnh mẽ lên. Xong rồi muốn cái mua cái màu nào, size gì thì comment lên cho em. Em mà đọc được là em sẽ ưu tiên em lên trước cho mình luôn. Các chị đỡ phải chờ đợi mất công đúng không? Rồi. Thả tim, thả like mạnh lên cho em nào. Thích có cổ lấy con này cho em nhá. 53 cân quay đầu. Dưới 53 cân này, chất đẹp vô cùng, vô đối luôn các bà ơi. Này, nó đanh này, rất là mới nữa. 53 cân quay đầu cho em nhá. Lấy 120 đi ạ, mã là 314. 120 nhá, lên mã 314 cho em này. Rồi lên lông đi chị ơi. Lên lông size SM dưới 55 cân. Trời ơi, con này nó đỉnh dã man luôn ấy. Con này nó là lông thỏ cho em nhá. Siêu siêu đỉnh bản này cho em này. 120, mã là 400. 120 nhá, lên em mã là 400. Rồi, Nam Bắc mặc đều được cho em. Trời ơi, bản này nó xinh xắn gì đâu luôn ấy các bà ơi. Nó xinh xắn gì đâu luôn ấy. Con này mặc lên là đảm bảo là mọi người rất thích luôn này. Đảm bảo mọi người rất thích luôn. Miền Nam, miền Bắc mặc đều được cho em nhá. Nó là len đục lỗ và mỏng mỏng thôi ạ. Con này các chị mặc quá sướng luôn. Mùa thu hoặc là kiểu lúc trời nó không quá lạnh ấy, các bà mặc những con này em đảm bảo là nó sướng lắm luôn ấy. Này, nó đẹp lắm. Dưới 50 cân lấy luôn. Dưới 50 cân lấy luôn nhá. 120 mã là 434 này. 120 mã 434 cho em. 120 đi chị ơi. Mã là 434. Rồi em lên một bản màu xanh đi ạ. Bản này cho em ML này, 50-60 cân ML nhá, lấy luôn. ML cho em ạ, 50-60 cân, nhanh tay. 120 mã 396, 120. Lên mã cho em là 396, 120 nhá. Mã là 396 cho em ạ. Rồi có một con màu hồng này. Bản này 50-57 cân. 50-57 cân, chất xinh nhở. 50-57 cân, quá đẹp luôn, ngầu lòi luôn các bà ơi. Chất đẹp lắm. Lấy 120 thôi, mã 321. 120 nhá, lên mã cho em là 321 đi ạ, 120 này. Rồi từ đầu giờ lên con đen nào chưa nhỉ các chị? Bản này cho em 65 cân quay đầu. Dưới 65 cân chốt nhanh. Nhanh còn kịp các bà ơi. Dưới 65 cân này, đỉnh lắm luôn ấy. Dưới 65 cân nhá. 120 đi. Một chị Phạm Thùy Trang. 120 mã là 350, 120 mã 350, bản này mặc lên xinh ấy. Chị nào lấy con em đang mặc này này, chị nào thích chất đẹp thì lấy luôn con em đang mặc, rất đẹp luôn. Mã là 414-120 nhá. 414 cho em ạ. Rồi, con này chất không quá dày đâu, vừa phải thôi. 55-60 cân size L là ổn nhất cho em này. Size L là đỉnh nhất cho em con này, 55-62 cân ạ. 120 mã 137. 120 nhá, mã 137 như lê, quá là dễ mặc luôn rồi. Rồi, con này cho em size M. 55 cân quay đầu size M cho em nhá, dưới 55 cân lấy luôn này. Dưới 55 cân chỉ lấy luôn bản này cho em nhá, chất rất đẹp luôn. 120 mã là 421. 120 nhá, lên em mã 421, thích màu tối thì lấy màu tối, thích màu sáng thì lấy màu sáng các chị ơi. Rồi. Uầy, cái chất con này nhà đỉnh thế. 75 cân quay đầu đi ạ. 75 cân quay đầu, trời ơi chất quá đẹp, màu quá ổn luôn. Chèo dưới 75 cân lấy luôn này. Lấy 75, dưới 75 cân lấy luôn. 120, mã là 308, 120. Mã 308 cho em 120 nhá. Rất đẹp luôn, 120 đi ạ. Mã là 308 cho em này. Trời ơi, con màu xanh này gọi là đỉnh luôn này các bà ơi. Mã đánh size S thôi, nhưng con này phải SM cho em. Dưới 55 cân nhá. Mã đánh size S, trời ơi xinh nhờ. Mặc kiểu dấu quần đấy các chị. Mặc kiểu dấu quần cho em, bản này chất của nó đỉnh của chóp luôn. 120 mã là 494. 120 nhá, lên mã là 494 cho em, 120.000. Lên mã cho em là 494 nhá. Rồi, ui con này nó điệu đẹp chưa này. 50-57 cân. 50-57 cân, điệu điệu vô cùng luôn. Cái cườm này, cái ngọc trai này mọi người có thể tháo ra được nhá. Nó là cái phần đính kèm vào thôi ạ. Em lấy các chị 120 đi, mã là 418, 120. Mã là 418, chất rất đẹp. 120 nhá, lên mã là 418 cho em này, nhanh tay. 120.000 chị ơi. Lên mã là 418 đi ạ. Rồi lên bản này cho các chị mà không lấy, các chị không lấy con này thì quá là tiếc luôn này. 55-60 cân size L, siêu dày luôn nhá. Vậy, chị nào thích kiểu siêu dày ấy, mình lên con này cho em đi.
thích kiểu siêu dày lên con này cho em đi, em đảm bảo là không bao giờ làm mọi người thất vọng đâu các chị ơi. Chất của nó đỉnh lắm luôn ấy. Bản này rất rất đẹp nhá. 55-60 cân cho em này. 120, mã là 464, 120. Mã cho em là 464 nhá. Ôi mọi người ơi, toàn những con mà chất của nó dày bịch luôn ấy. Đảm bảo là các bà nhận hàng là rất sướng. Đây, form này form trẻ cho em này. Dưới 52 cân. Form trẻ cho em nhá, dưới 50 cân. Dưới 50 cân chị ơi, dưới maximum là 52 cân nhá. Maximum là 52 cân cho em này. Trời ơi, đẹp nhờ. Chị Minh Thư. Xinh thế chứ lại. Em lấy các chị bản này 120 đi ạ. Mã là 492. 120 nhá, mã là 492. Toàn con dày xịn, dày sụ luôn đấy các bà. Đảm bảo là các bà nhận hàng là các bà sướng này. Chị ơi thích đơn giản thì lấy những em như này. Đây đằng sau nhá. Đằng sau cho em này mọi người ơi. Đây đằng trước này. Đẹp nhờ. Bản này cho em lên đi ạ. Con này cho em. Vâng ạ. Rồi mọi người ơi, con 92 cho chị Ngài Chuyên. Trời ơi, đảm bảo chị áo thích phong cách đơn giản. Hút ngay con này cho em. Thích phong cách đơn giản và đẹp và chính ra. Những con một màu này nó lại dễ mix đồ đấy các bà. Em lấy các chị 120 thôi, mã là 316 nhá. Thủ sẵn vài bản trong tủ đi các bà ơi. Đảm bảo là các bà không làm các bà thất vọng đâu. Những con bạn thừng như này. Trời ơi, đằng sau nhá, đây đằng trước này. Đỉnh chưa, cái cườm này các chị không thích có thể tháo ra được nhá. Nó chỉ là máy chỉ thêm vào thôi, không có ảnh hưởng, tháo ra không có ảnh hưởng gì cả đâu nhá các bà ơi. Này, xinh nhỉ, để thì nó là có điểm nhấn thôi, không có vấn đề gì cả. Rồi, màu trắng sữa, trắng kem cho em này. Đỉnh của chóp luôn, chất của nó siêu xịn. 120 đi ạ, mã là 399. 120.000 nhá, nhanh tay cho em mã là 399. Chị áo size M, khuyên thật lòng là nên lấy những con như thế mọi người ơi. Rồi, chị nào yêu thích phong cách thổ cẩm lấy luôn. Chị nào yêu thích phong cách thổ cẩm cho em này. Trời ơi, đẹp nhờ. ML cho em 50-60 cân. Thích phong cách thổ cẩm lấy luôn, chị ơi, con này xịn lắm. Em lấy 120.000 thôi ạ, mã là 473. 120 nhá, lên mã là 473. Các chị ơi, mình thả tim, thả like mạnh mẽ vào cho em nào. Rồi muốn mua cái size như thế nào, màu như thế nào mình comment lên cho em nhá. Em sẽ ưu tiên lên theo yêu cầu các chị. Vâng, khi mà kiểu khách chưa vào đâu ấy thì em có thể kiểu tư vấn nhiệt tình cho các chị được về ví dụ chị nào muốn mua cái màu nào, size như thế nào, có họa tiết hay không họa tiết, em chiều được hết luôn mọi người ơi. Còn tí nữa khi mà khách đã vào đông đông rồi là lúc đấy là chỉ có lên mã được thôi mọi người ơi. Lúc ấy chỉ có lên mã thôi, mà thậm chí là lên mã là còn phải tranh nhau luôn ấy, bởi vì 3-4 người lên cùng một mã. Mà hàng nhà em thì nó mỗi mẫu là nó chỉ có một cái thôi mà các bà ơi. Đấy, trời ơi những con như này này, chị nào mà thích kiểu phong cách trẻ trung cho em, chất đẹp lấy luôn. Em con này ML, MLXL cho em nhá, dưới 65 cân. Trên 50 cân và dưới 65 cân là bao đẹp luôn các bà ơi. Mặc rộng rộng ra một tí cho em nhá, form trẻ đấy ạ. 120, mã là 410. 120 nhá, lên mã là 410 đi chị ơi. Rồi, chị đang vừa nãy hỏi em size 50 cân quay đầu này. Size 50 cân quay đầu, trời ơi cái màu này nó xinh xắn gì đâu luôn ấy. Nhìn nó tây nhở, nhìn nó tây dã man luôn. Nó màu đỏ nhá, đợi em một tí. 120 đi ạ, mã là 448 con này. 120 này, mã là 448, đẹp từ hàng cúc đồng trở đi luôn nhá mọi người. 120 mã là 448 nha. Con màu đỏ đúng không? Đây đúng không chị? Uầy bản này thì quá đẹp luôn, các chị nào dưới 55 cân, 50 55 56 cân này, trời ơi. Đỉnh của chóp luôn, 50 55 56 cân nhá. Chất rất đẹp luôn các bà ơi. Em lấy các chị 120 mã là 457. 120 nhá, mã là 457. Tự tin có thể bán hàng đông của mùa hè là mọi người phải biết cái chất của nó như thế nào rồi em mới dám bán chứ đúng không ạ? Rồi, đỉnh cho em này, 50-57 cân. 50-57 cân nhá, thật là nhanh tay những con như này các bà ơi. Vào trong vụ là tranh nhau không có hàng luôn. 120, mã là 438. 120 nhá, lên em mã là 438 đi. Rồi, có chị nào size to không em tặng cho một con vạn thừng gọi là nó siêu điệu, siêu đẹp luôn này. Bản này cho em 70 cân quay đầu được ạ. 70 cân quay đầu được các chị ơi, chị nào 70 cân trời ơi. Chị nào 70 cân hoặc là có bạn bè người thân 70 cân mình tác luôn vào đây cho em. 65-70 cân, trời ơi, nó đỉnh lắm luôn ấy. Bản này cho em nhá mọi người ơi, nó là vặn thừng và những cái hình hoa này nó giống như kiểu handmade theo tay lên luôn ấy mọi người. Rất là xịn này. Bản này em lấy 120 lên mã 2 nhá. 120.000 lên mã 2 đi ạ. 120.000 lên mã 2 đi chị ơi, 120 lên mã 2 này. Rồi, phong này cho em 55-60 cân size L. Chị nào thích đơn giản mà đi mà đẹp cho em. Đơn giản mà trẻ mà đẹp thì lấy con này cho em nhá. 55-60 cân đi ạ, nhanh tay. Chất của nó vừa phải thôi, miền Nam miền Bắc mặc đều được, ok cho em. 120-390 120-390 nhá. Các bà ơi, các bà mà không chốt là tí là không còn hàng đâu. Vì hôm nay hàng ít lắm, còn có hơn 100 con thôi. Có hơn 100 con để phục vụ các chị sáng nay thôi. Nên là các chị nào mà mình đỏ đen à? À ok, đỏ đen đợi em tí nhá. Con đỏ trắng này trước đi này. Màu này quá đẹp luôn. 55 cân quay đầu nhá, màu cực kỳ xịn luôn. Dưới 55 cân, dưới 55 cân chéo thích ca gì cần lấy luôn. 50-55 cân cho em ạ.
Em tặng mọi người luôn con này 120, mã là 384. 120 nhá. Lên em mua mã 384 đi chị ơi. Con đỏ đen à? Đỏ đen đây hả? Đây đúng không chị? Con này thì nó thiên về chất nhiều này. Bản này cho em 50 56 cân. 50 56 cân nó thiên về chất nhiều nhá, chất rất đẹp luôn. 50 56 cân chị nó nhanh thì được này. 120 mã là 77. 120 nhá, lên mã trên mương là 77 chị ơi. 120 lên mã 77 cho em này. Rồi, ui con này nó điệu nhờ. Treo dưới 50 cân không thể bỏ lỡ này. Dưới 50 cân mà bỏ lỡ con này là cực kỳ tiếc luôn. Con này bánh bèo rất hợp cái gu của em, nhưng mà mỗi tội là em không mặc được. Chứ nó mà kiểu lớn lớn một tí size M ấy, 50 55 cân là em lấy luôn đấy. Xinh nhở. Dưới 50 cân cho em ạ. Rất là hiếm những con gì lê lê như thế này nha các bạn. 50 55 cân cho em ạ. 120 mã là 991. 34 chút chị Trần Duyên. 120 nhá, mã là 991 cho em. Xuất sắc 120. Mã 991. Rồi, con này đỉnh, đẹp đỉnh luôn này các bạn ơi. Riêng về cái màu với cái chất của nó là miễn chê này. Bản này cho em các chị size L. Áo áo mẫu mặc con này lên mã là 414 cho em nhá. Thế mọi người con này các chị mà nhận được là các chị sướng lắm này. Chị nào mà nhận được con 414 em đang mặc thì nhớ vào feedback cảm ơn em nhá. Size M đẹp ạ. À. Quay 55 cân quay đầu. Đỉnh lắm luôn các bạn ơi, cái chất của nó ấy. Hiếm có những con chất như này luôn. Rồi, bản này cho em 55 60 cân size L nhá. Chị áo size L lấy luôn này. 120 mã là 348 120 nhá. 120 lên em mã 348 đi ạ. 120 chị heo may. 120 lên mã là 348 cho em này. Rất nhiều con đẹp luôn các bà ơi. Thề với các bà, cái lô hôm nay mà các bà không chốt thì rất là lâu nữa các bà mới chốt được những con đẹp như thế này đấy. Thậm chí là nó không có luôn ấy. Rồi, xinh chưa này, size nhỏ đi cho em. 52 cân quay đầu. 52 cân quay đầu màu đẹp chưa? 52 cân quay đầu nhá, chị nào thích thích form nhỏ nhỏ cho em thì lấy con này đi. 52 cân quay đầu cho em ạ, xinh lắm. 120 mã là 465. 120 nhá, nhanh tay. Mã là 465 chị ơi, 120. Thêm mương mã 465 đi ạ. Rồi size to 65 cân quay đầu. 55 65 cân ok, chị thích màu đỏ này luôn, đỏ đô cho em nhá. 55 65 cân dưới 65 cân này, chất siêu đẹp luôn, dày dặn ạ. 120 mã là 389 120 nhá. Mã là 389 120 chị ơi. Lên mã trên mương là 389 này. Rồi ôi, con này nó là lên lông. Trời ơi, hàng của nó siêu siêu xịn luôn các bà ơi. Bản này cho em các chị nào 65 cân quay đầu được ạ. Dưới 65 cân các chị lấy ngay. Là dưới 65 cân không có gì phải suy nghĩ nhiều những con như này đâu các bà ơi. Nó đẹp 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 đỉnh luôn. Từ màu đến kiểu đến chất nhá. 120 mã là 398. 120 mã 398 cho em nhá. 120 nghìn mã là 398 nhá. Rồi đây con này nó là len mịn này. Con này nó là len mịn này, chị nào size M thôi, dưới 55 cân. Size M dưới 55 cân cái màu này đẹp nhỉ. M cho em nhá, dưới 55 cân các chị lấy luôn. Em lấy 120 mã là 470. 120 nhá, lên em mã là 470 thì ơi, 120 nghìn. Mã cho em là 470 đi ạ, 120. Rồi con này cũng đẹp này. Size này cho em 50 57 cân. 50 57 cân họa tiết hình quả chám này, ở giữa này nhỏ nhỏ trang trí một tí thôi. Còn lại là nó là trơn nhá, màu là màu xanh than các bà ơi. Đằng sau là không có gì luôn, trơn luôn á, chất rất đẹp. Chất rất đẹp, chị nào thích phong cách nhẹ nhàng đơn giản thì lấy. 120 mã 65. 120 nhá, lên em mua mã 65 đi chị ơi, 120. Lên mã 65 đi ạ. 120 nghìn này. Rồi, con này cho em 65 cân quay đầu, chất đẹp đỉnh luôn. 65 cân chị Hồng Nhung. 65 cân quay đầu các chị lấy luôn nhá. Bản này cho em nó là một con họa tiết kẻ ô vuông. 120 mã là 471. 120 này, lên em mã 471 đi chị ơi, 120. Lên mã xem là 471 nhanh tay nhá. 120. Trời ơi, những con như này không lấy thì lấy con nào đây? Trời ơi, đơn giản mà đẹp. Đơn giản mà đẹp, em rất thích mặc kiểu như này luôn đấy các bà ơi. Bản này cho em 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu này. Đây này, em rất thích hay mặc kiểu vặn thừng như này, xong một màu thôi. Kiểu kết hợp đồ bên trong nó cũng dễ. Mình mặc với cả áo giữ nhiệt các thứ đều rất đẹp này. Xinh nhở? Dưới 55 cân cho em nhá, màu cực kỳ tây. 120 mã là 443. 120 nhá, mã 443 cho em 120. Lên mã xem là 443 chị ơi. Rồi chị nào thích form ngắn thì mình lên con này. Thích form ngắn thì mình mặc với sơ mi ấy thì mình lên con này, hoặc là quần cạp cao ấy thì mình lên bản này cho em nhá. Dưới 55 cân đẹp ạ. À. Dưới 55 cân này chất rất đỉnh. 120 đi, mã là 451 120. Lên mã xem mương là 451 120 nhá chị ơi. Mã là 451 cho em 120 này. Rồi, muốn em lên size nào thì mọi người comment nhá. Size to, size nhỏ em đều có cả. To nhỏ em đều có cả nhá. Chị nào muốn em lên size to hay size nhỏ thì mình comment cho em nào. Các bà ơi, màu gì nữa? Màu nó khá là đa dạng đấy. Rồi con này cho em 55 cân quay đầu họa tiết. Chị nào thích các bạn, mọi người thích họa tiết hay thích một màu thì comment nhá.
Rồi nhưng con như đây họa tiết nhá, nhặn xinh này. 52 cân thôi các bạn ơi, 55 cân là em sợ mặc nó hơi ôm đấy. Mình mặc di lên mình mặc thoải mái một chút cho em thì sẽ đẹp hơn. Dưới 52 cân lấy được con này. Dưới 52 cân nhá, được cực đẹp luôn. 120 mã là 444, 120. Mã cho em là 444 đi ạ, 120.000 nhỉ ơi. Rồi bản này rất dày luôn này, dưới 55 cân. 47 55 cân rất dày luôn nhá các bạn. Rất dày, rất đẹp, rất mới luôn, thật sự luôn các bạn. Như con như này mà các bạn không lấy là em quá tiếc cho các chị luôn. 120 thôi, mã là 472. 120 nhá, lên mã là 472 nhanh tay đi ạ. 120.000 đi chị ơi, lên mã là 472 cho em này. Rồi các chị có thích những con họa tiết như này không? Nó là len, dòng len ép nguyên miếng cho em, nó rất là dày và đanh cái chất đi. Cái chất nó đanh lắm. Rồi bài này quá đẹp này, 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu cho em chị nào cá tính lấy con này đẹp. 120 mã 374. 120 nhá, đây đây mừng mã 374 đi chị ơi, 120. Em mã cho em là 374. Ôi giời ơi con này luôn. Vằn thừng cho em nhá, chất dày đẹp, có mi cổ màu xanh trông trẻ trung cho em này. Dưới 55 cân ạ, form rất cơ bản, dưới 55 cân thôi. Dưới 55 cân mình lấy luôn nhá. 120 mã là 318. 120 nhá, lên mã cho em là 318 đi chị ơi. 120.000. Lên mã cho em là 318 nhá, 120. Rồi, con này cho em xanh 55 60 cân. 55 60 cân nhá. Trời ơi mọi người ơi. Đẹp nhỉ? 55 60 cân. 120 mã 317, 120. Lên mã cho em là 317, 120 nhá. Mã là 317. Rồi, con này dưới 50 cân thôi. Họa tiết đẹp nhỉ? Dưới 50 cân chị lấy bản này luôn. 318 cho chị Thị Dương. Dưới 50 cân chị ơi. 120 mã là 386, 120. Mã 386 toàn con dày đẹp, chất của nó đanh lắm các chị ạ. Nhanh tay nhá. Trời ơi, những con như này không lấy thì lấy con nào đây? Các chị ra SM cho em. 55 cân quay đầu, màu rất đẹp luôn. 55 cân quay đầu. 120 mã là 488. 120 nhá. Lên em mã là 488 chị ơi, 120.000 ạ. Lên mã là 488. Chị nào thích form ngắn dưới 50 cân này. Form ngắn thì mình mặc áo sơ mi nó hở cái vạt áo ra ấy, xinh nhở. Mặc với quần cho em hoặc là quần hoặc là áo giữ nhiệt đều rất đẹp nhá. Dưới 50 cân chị lấy được ạ. Dưới 50 cân cho em. 120 mã là 489, 120. Mã là 489, 120 chị ơi. Mã là 489 cho em này. Lấy 120 thôi ạ. Mã 489. Rồi con này cũng xinh này. Size này size L cho em. Thể mọi người cái bản này bán trong vụ hot dã man luôn này. 55 60 cân. 55 60 cân nhá, bởi vì nó đơn giản thôi nhưng mà màu của nó khá là đẹp. 120 đi ạ. Mã là 387, 120. Mã 387, 120 nhá các chị ơi. 120 cho em này. Mã là 387 chị ơi, 120. Nhanh tay lên mã 387 nhá. Rồi, muốn em lên size to hay size nhỏ thì comment đi ạ. 55 60 cân này. 55 60 cân cực đẹp luôn. 55 60 cân cho em nhá. Chị nào thích họa tiết thì không thể bỏ lỡ được đâu ạ. 120 đi, mã là 487. 120.000. Lên cho em mã là 487 chị ơi, 120. Lên mã là 487 cho em nhá, 120 này. Rồi, con này quá đẹp luôn. 52 cân quay đầu. 52 cân quay đầu, không lấy con này thì lấy con nào đây các bà ơi? Dưới 52 cân. 387 chị Thị Dương. Dưới 52 cân nhá, không lấy bản này thì lấy bản nào? 120 đi, mã là 302. Nhìn gần cái chất của nó này. Nó rất là đanh luôn nhá. 120 nhá, lên mã cho em là 302 chị ơi. Mọi người ơi, muốn em lên màu sáng hay màu tối thì comment nhá. Muốn em lên màu sáng hay màu tối thì các bà comment cho em đi ạ. Màu sáng, màu tối em đều có những bản rất đẹp cho các chị. Rồi 60-70 cân, chất của nó siêu siêu đỉnh luôn. Chị nào nhận hàng mà bảo con này chất xấu hoặc là nó cũ ấy, em cho quay đầu hoàn hàng luôn, em đền thêm tiền cho mọi người luôn ấy. Thậm chí là như thế luôn mọi người nhá. Để mọi người biết là cái độ đẹp của nó. 120 mã là 359 cho em nhá. 120 mã 359, các chị size lớn lấy những con như thế em đảm bảo mặc cực kỳ dấu dáng. Mùa hè à mùa đông mình chỉ cần mặc một cái áo giữ nhiệt mỏng mỏng với lại mặc một cái bản như thế, vừa gọn gàng vừa đẹp mà mình còn dễ vận động nữa cơ mọi người. Rồi bảo đây cho em 55 62 cân này, màu xinh nhỉ. 55 62 cân cho em nhá. 55 62 cân lên bản này đi ạ. 120 mã là 343. 120 lên mã 343, 120 lên mã 343 cho em nhá. Muốn em lên màu gì comment đi các bà ơi. Rồi bản này cho em 53 58 cân. 53 58 cân nhá, chất rất đẹp luôn này, nó đanh lắm. 53 58 cân nhanh tay này. 120 mã là 951. 120 nhá, mã 951. Vừa nãy chị nào chưa lấy được cái bản giống như em đang mặc vừa nãy ấy thì mọi người chuyển sang bản này nhá, nó cũng gần giống như thế, chất của nó cũng rất đẹp. Mã 951 nhá các bà ơi. 120 màu be. 120 mã 951 này. Rồi thích màu trắng tinh khôi thì về với đội của em mọi người ơi. 55 60 cân size L ạ. 55 60 cân size L cho em nhá, màu trắng tinh luôn. 120 mã là 962. 120 mã 962, con này mặc với là cả áo giữ nhiệt màu trắng trong quần legging nữa nhỉ mọi người ơi. Vừa đơn giản vừa đẹp mọi người, thành một cái outfit mặc ở nhà mùa đông quá đỉnh luôn. Rồi, ôi con này chất của nó thì gọi là siêu đẹp luôn. Chất của nó siêu đẹp luôn, nó dòng len bối tiêu nhá, cực kỳ mềm ạ.
dưới 55 cân các chị lấy được. Dưới 55 cân cho em nhá, siêu siêu dày luôn các bà ơi. Chị nào thích dày lấy con này. Siêu dày luôn đấy. 120 đi ạ. 87 cho chị Châu Trinh. 120 nhá. Mã là 946, 120. Mã là 946 cho em này. 120.000 thôi. Mã là 946 cho em ạ. Rồi chị nào thích họa tiết theo này. Trời ơi, nó theo rất là tỉ mỉ, theo tay luôn đấy mọi người. Đằng sau này, đây đằng sau nhá, còn đằng trước đây. Đằng trước có mấy cái sticker này thôi. Sticker này cũng là theo vào đây các bà ơi, không phải là dán đâu nhá. Rồi, bà nói cho em 55 60 cân đi ạ, dưới 60 cân. Hoặc là chị nào thích bọc phong rộng nhá. Dưới 60 cân hoặc là chị nào thích bọc phong rộng thì mình lên con này cho em này. 120 mã là 44 đi chị ơi. 120.000, chị lên cho em mã là 44 đi ạ, 120. Mã là 44 cho em nhá. 120.000. Rồi những bản như này các bà cứ bảo là trông nó đơn giản quá ấy. Nhưng mà khi đơn giản như này các chị mặc những cái outfit ở nhà nó mới hợp lý mọi người ạ. Trông nó lòe loẹt quá thì nó sặc sỡ quá ấy. Mặc ở nhà nhiều khi là mình kiểu Minh Ngọc không thoải mái ấy. Đấy các bà mặc những con như này này. Phong này cho em 58 cân quay đầu, 52 58 cân nhá. Mặc bên trong áo giữ nhiệt, mặc những con này mặc ở nhà này quá dễ chịu luôn. Mọi người chị ơi nhé, em hàng gì ạ? 120. Mã là 964, 120 nhá, mã 964 cho em. Nhà em là hàng đã qua sử dụng chị nhá. Nên là những cái độ mới của nó chỉ được tầm 90, 95, 97%. Có những con hàng new thì em sẽ báo không nhá mọi người ơi. Với lại khi mà nhận hàng em mọi người được mở ra kiểm tra đấy các chị. Em bán hàng sim mà em cho mọi người kiểm tra thoải mái luôn. Sau quá trình like này thì sẽ có nhân viên chụp ảnh lại sản phẩm để chốt đơn thôi nhá. Nên các bà cứ yên tâm. Like là toàn bộ là bằng cam thường của iPhone. Nên là chỉ có một vết cái bẩn nhỏ nhỏ xíu xíu là các bà cũng nhìn thấy luôn. Chứ không phải như những shop hàng sim khác đâu. Nên các chị cứ yên tâm nhá. Rồi bà này dưới 60 cân nhanh tay. Dưới 60 cân nhanh tay cho em này. Chất rất đẹp luôn, dưới 60 cân. 120 mã là 28. 120 nhá, mã 28 cho em ạ. Các chị mua quen nhà em rồi thì mọi người biết đấy ạ. Rồi chị nào mà thích rách rách cá tính thì mình lấy con này. 60 cân quay đầu đi ạ. Form ML nhá, 50 60 cân chất rất đẹp luôn. ML đi 50 60 cân. 120 mã 327. 120 nhá. Lên em mã là 327 chị ơi, 120. Lên mã cho em là 327 đi ạ. Rồi, ui con màu xanh này xinh chưa này. Chị nào chưa có một bản màu xanh thì khuyên thật lòng nên lấy một con màu xanh đi mọi người. Khuyên thật lòng mà các bạn nên lấy một con màu xanh cho em đi. Bản này size M thôi, dưới 55 cân mặc nó tôn da cực kỳ luôn. 120 mã là 341, 120 mã là 341. Các chị mà kiểu toàn mù lấy những cái màu nó nhã nhặn trung tính thôi ấy, mình thử lấy một con màu xanh như thế đi, đảm bảo các bà mặc là nghiện luôn đấy, mặc đẹp cực. Rồi bà đấy cho em toàn bộ là hình theo nhá, hình theo là theo tay luôn đấy các bà ơi, đẹp nhở, một cái bức tranh hoa theo tay luôn cho em nhá. Bà đấy 50 57 cân, 50 57 cân chất rất đẹp luôn, mỏng mỏng thôi, miền Nam miền Bắc mặc đều được cho em, nó đanh lắm. 120 đi ạ, mã 313. 120 lên em mã 313 nhá, chất nó siêu đanh luôn. 120 cho em mã 313 đi ạ. Rồi, chị áo thích đơn giản và đẹp thì mình lên con này. Chị Trần Duyên. Đơn giản và đẹp cho em 50 cân quay đầu. 50 cân nhá, form S, XS dưới 50 cân cho em này, rất đẹp luôn. Dưới 50 cân, đơn giản và đẹp. 120 mã 338, 120 mã 338, 120 mã là 338 nhá. Rồi, lên một bản Cardigan đi các chị ơi. Bản này cho em 55 cân quay đầu SM này. SM cho em này, bao đẹp luôn. Dưới 55 cân các chị mặc được nhá. Dưới 55 cân cho em nó mỏng mỏng thôi các bà ơi. Miền Nam miền Bắc mình đều mặc được ok cho em. 120 mã là 425. 120 chị Phạm Tường Vy. 120 mã là 425 cho em nhá. Rồi các bà ơi, đơn giản chưa? Chỉ có duy nhất một cái tag con Mickey nhỏ nhỏ ở đây là hình theo thôi. Còn lại là đỏ đô cho em nhá. Size này dưới 55 cân, trời ơi nó bao chảnh luôn các bà ơi, trẻ lắm. Đây mặc như này, đơn giản như này thôi mà rất đẹp cho em nhá. Dưới 55 cân đi các bà. Dưới 55 cân cho em này, xinh nhở. 120, mã là 364. 120 nhá, mã 364, con này sửa mã này. Mã 364. 120, mã 364 cho em nhá. Rồi dưới 50 cân, họa tiết quả chám cho em chất dày ạ. Họa tiết quả chám chất dày, chị lấy con này cho em nhá. 120, mã là 447. 120 cho em này, mã là 447 cho em ạ. Chị nào thích phong cách đơn giản, đẹp thì lấy những con như thế. Đơn giản và vẫn đẹp. 120 nhá. Rồi đây con này như thế này, trong vụ là bán không biết bao nhiêu bản như này luôn. Bản này cho em nhá mọi người ơi, 50 60 cân ML đi ạ. ML cho em 50 60 cân nhanh tay. ML này, xinh nhở. 50 60 cân cho em họa tiết trẻ nhá. 120 mã là 377. 120 này, lên em mua mã là 377 đi chị ơi, 120. Mã cho em là 377 chất đẹp. 120 mã là 377 nhá. Rồi mọi người ơi, hôm nay em không có nhiều hàng lắm đâu nên là các chị muốn chốt là mình phải tranh thủ chốt luôn, không là đến lúc là không còn đâu. Len lông cho em này, len lông cho em nhá. Bản này 53, 58 cân này. 53, 58 cân, chất len nó đẹp lắm. 53, 58 cân nhanh tay.
120, mã là 416, 120. Em Hương mã 416 đi chị, 120 rồi. Mã là 416 cho em nhá. 374 chị Minh Thư. Con này size to này. 65 cân quay đầu, 60 65 cân. 60 65 cân nhanh tay. 120, mã là 475, 120. Lên mã cho em là 475, 120 đi chị ơi. 120.000, mã là 475 nhá. Rồi, màu xanh đi. Xanh con này. Bản này cho em các chị nào 53 58 cân. 53 dưới 58 cân ok nhá. Màu xanh đẹp nhỉ. 53 dưới 58 cân. 120 mã là 458. 120 ạ. Lên em Hương mã là 458 nhá chị. 120. Rồi xinh nhỉ. 55 cân quay đầu cho em. Chất rất đẹp luôn các bảo ơi. Chất rất đẹp luôn. 52 cân quay. Xin lỗi, 55 cân quay đầu cho em nhá. Size S mới. Dưới 55 cân lấy được. 120 mã là 480. 120 nhá. Lên mã là 480. Chất đẹp vô cùng luôn. 120 đi ạ. Mã là 480. Rồi, cái họa tiết này dấu dáng ok lắm này các bạn. 60-70 cân. 60-70 cân nó dấu dáng dã man luôn ấy. 60-70 cân nhanh tay cho em nhá. Lấy các chị 120, mã là 474, 120. Mã cho em là 474 đi ạ, 120.000 thôi. Cái mã là 474 này. Đơn giản mà đẹp, cái này nó thiên về chất, chất dày cho em nhá. 50-57 cân, chất rất dày luôn này. 50-57 cân nhanh tay. 120, mã 435, 120. Lên em mã 435, 120 đi chị ơi, xinh nhỉ, con đấy đẹp quá. Chị Ngà Chuyên 120, mã 435. Rồi, bản này cũng thiên về chất nhiều này. Bên dưới có mix sơ mi nữa. Chị nào người mập mập mà chiều cao khiêm tốn lấy con này cực đẹp luôn. Nó giống như kiểu mình mặc một cái áo sơ mi ở bên trong ấy các bạn. Nhưng thật ra nó là một áo nhá. Đẹp nhất cho em 55-62 cân ạ. Đẹp nhất cho em là 55-62 cân các chị lấy đẹp nhá. Xinh nhỉ, như ở mix áo sơ mi cùng ấy. 120, mã là 385. 120 cho em ạ, lên mã là 385 đi chị ơi. 120 lên mã 385 cho em này. Rất xinh. Đây. Size nhỏ đi chị, 50 cân quay đầu dáng ngắn nhá. Lên ép nguyên miếng này. Size nhỏ dáng ngắn cho em dưới 50 cân, chất siêu dày. Lấy các chị 120, mã là 445, 120. Mã là 445 nhá, 120 đi. Mã là 445 cho em này, 120.000 thôi. Rồi, ui con này xinh nhỉ. 50-55 cân. 50-55 cân cho chị nào thích kiểu phong cách bánh bèo ấy, mình lên con này cho em. 50-55 cân cho em nhá, rất đẹp luôn. Dưới 55 cân chị lấy được ạ, xinh nhỉ. Toàn bộ những cái hình này của nó đều là hình thêu hết các bảo ơi, không có một cái nào là hình dán cả đâu nên các chị yên tâm mặc nhá. 120 mã là 440. Kiểu hình dán thì mình sợ là khi cho máy giặt quay là nó sẽ bung ra, nó sẽ bong ra hay gì đó. Còn hình thêu là không bao giờ nhá các bảo ơi, các bảo cứ yên tâm ạ. Rồi con này xinh quá, trời ơi. Chị nào cho em dưới 65 cân nhìn cái chân lên bận thừng của nó hộ em tí. 55-65 cân các bảo ơi. Các bà chốt ngay con này cho em đi, không thì thật sự rất là tiếc luôn, vì cái chất của nó đẹp. Đẹp đỉnh luôn ấy, 55, xin lỗi, 55-65 cân nhá. 120, mã là 442 này. 120, lên em Hương mã là 442 nhá. Cực kỳ đẹp luôn cái chất đấy, mã là 442 cho em này. Rồi những con như này thì không cần phải quảng cáo nhiều rồi các bà ơi. Quá là đỉnh luôn này. 55 cân quay đầu không cần quảng cáo nhiều các bà ơi. Em lấy các chị 120, mã 368. 120 nhá, lên em mã là 368 chị ơi. 120 chị lên em mã là 368 nhá. Rồi các bà ơi, muốn em lên màu gì và size như thế nào thì comment lên đi nào. Cứ tương tác được một tí xong rồi là lại thấy mọi người kiểu vắng bóng luôn ấy. Mọi người tương tác mạnh mẽ lên cho em nào các chị ơi. Thả tim thả like, tương tác tích cực lên cho em với nào. Rồi đã muốn săn hàng thì mọi người mới vào đây với em đúng không? Thế thì mọi người phải tương tác nhiệt tình lên chứ. 442 cho chị Vân Anh Thiệu. Con này đẹp chưa này? 65 cân quay đầu nhá. Rồi chị nào mà vừa lấy con 442 khuyên thật lòng nên lấy thêm con này đi. Cái chất của nó đẹp ngang ngửa nhau luôn. Nhưng mà nó là form một form khác nhá. Dưới 65 cân, 120 mã 459. 120 lên em Hương mã 459 đi ạ, 120 nữa. Mã 459 nhá, 120. Rồi bản này cho em 55-60 cân. 55-60 cân size M, size L này. 55-60 cân size L nhá mọi người. Xinh nhở. 55-60 cân cho em ạ. 120 đi, mã là 356, 120. Đây này mã 356, 120 nhá. Mã trên mương là 356 đi chị ơi. 120.000 ạ. Lên mã là 356 này. Rồi lên một con điệu đẹp đi. Con này 55 cân quay đầu, cực kỳ điệu luôn. 55 cân quay đầu cho em, toàn bộ cái này là ngọc trai. Lấy các chị bản này 120, mã là 422. 120 nhá. Lên đây mã là 422 chị ơi, 120 thôi. Lên mã là 422 cho em này. Rồi đây, em không hiểu sao rất thích mặc những cái bản như này nhá các bạn ơi. Trông nó đơn kiểu đơn giản thôi nhưng mà mặc đẹp cực ấy. Mà phong cách nó trẻ trung ấy. Đấy các chị bản này 120 nhá. Mã là 371, size 55 cân quay đầu. 120 lên cho em mã là 371 đi ạ, 120.000 thôi chị ơi. Lên mã cho em Hương là 371, 120.
Mã 371 cho em nhá. Rồi con này cũng xịn này. Bản này cho em 55 60 cân. 55 60 cân nhá, đỉnh của chóp luôn. 55 60 cân chị ơi, xinh nhở. Bản này màu này cũng quá là tây luôn. Lấy các chị 120, mã là 452. 120 đi ạ, lên em mã 452. 120 nhá, lên em mã 452. Rồi em có con này size nhỏ này, dưới 50 cân các chị lấy được. Bản này dưới 45 cân đi các chị ơi. Lấy nhỏ nhỏ thôi cho em, dưới 45 cân nhá. 40-45 cân là ok nhất này. 40-45 cân cho em ạ. 120, mã là 453. Mã 453 120 nhá chị ơi. Mã 453 120 cho em này. Rồi con này xinh quá, cardigan cho em cái cúc size 50 cân quay đầu. 45-50 cân là quá đẹp luôn. 45-50 cân cho em nhá mọi người, xinh nhờ. 45-50 cân chị lấy con này cho em. 120 đi ạ, mã là 449. 120 cho em mã là 449 ạ. 122 chị ơi, mã là 449 cho em nhá. Rồi con này đẹp quá, các chị size L này. 55-60 cân chị ơi, trời ơi nhanh tay. 55-60 cân, con này quá đỉnh luôn. 55-60 cân cho em nhá, con này quá đỉnh luôn này. 120 đi, mã là 351. 449 chị Mai Vân. 120, mã 351, 320. Rồi ôi các bà ơi, chị nào thích crop top size M cho em 55 cân quay đầu, không lấy con này thì lấy con nào đây? Ôi chắc chơi người rơi nhở. Dưới 55 cân, 50-55 cân nhá. 50-55-56 cân ok đi ạ. Lấy 120, con này lấy 100 nghìn đi. Nó ngắn ngắn, crop top thì lấy các chị 100 nghìn nhá. Chất đẹp lắm, mã là 310. 100 nghìn đi, mã là 310, chiếc rất dày đẹp này. 100 nghìn, mã 310 cho em 100 nghìn. Mã là 310, ôi dồi ôi con này luôn này. Xinh nhở các bà ơi, mặc lên đẹp thế, nhìn tây. Cực kỳ tây luôn, size M cho em 50-55 cân. 50-55 cân cho em ạ. Em lấy một người bản này 120, mã là 383. 120 nhá, lên em mã 383. 120 chị ơi, lên mã là 383-120 này. Rồi bánh bèo cho em ạ. Bánh bèo size này size 53-58 cân. 53-58 cân nhá, xinh chưa. 53-58 cân chốt nhanh chị ơi. Có duy nhất một con bánh bèo hôm nay. 120, mã là 378. 120 nhá, lên em mã 378 chị ơi. 120 lên mã 378 đi ạ. 120 nghìn thôi. Rồi chị nào size to không, em tặng cho con này đẹp này. Chị nào size to không, dưới 80 cân, 70-80 cân ấy, con 70-80 cân cho em nhá. Mặc con này cực đẹp luôn. 70-80 cân, hoặc lấy cái những con màu đen đen như này cho nó dấu dáng tốt mọi người ạ. Màu đen to nhá. Lấy các chị 120, mã là 482 này. 120 nghìn, lên mã là 482 cho em. 120, lên mã là 482 đi chị ơi. 120 thôi, mã là 482 nhá. Rồi dưới 65 cân, 60-65 cân, trời ơi chất của nó đẹp gì đâu luôn này. 60-65 cân nhanh tay. 60-65 cân cho em ạ. Em tặng các chị bản này 120 đi, mã 375. 120 cho em nha, mã 375. Trời ơi mọi người ơi, đang xem cái đang xem cái like này thì mọi người chấm bài lên cho em nào. Chấm bài tương tác mạnh mẽ lên cho em đi mọi người. Ôi nhiều con xinh lắm. Nhiều con đẹp lắm, tùy thuộc là mọi người muốn mua cái size như thế nào thôi. Size như thế nào và màu như thế nào thì báo em nhá. Rồi dưới 55 cân đi ạ. Chất đẹp vô cùng luôn các bà ơi, chất đẹp vô cùng luôn này. Dưới 55 cân các chị chốt được con này. Dưới 55 cân, chất đẹp nhá. Dưới 55 cân ạ. 120, mã là 499. 120 lên em mã 499 đi. 120 thôi, mã là 499. Rồi, bản này cho chị nào. Ôi nó có một cái vết bẩn nhỏ ở đây rồi mọi người ơi, đây này. Các chị có nhìn thấy không ạ? Nó có một cái vết bẩn nhỏ xíu ở đây này. Nhạt nhạt, tôi không biết qua like các bạn có nhìn thấy không? Mọi người về xử lý cho em nhá. Con em lấy 80 đi. Size này size L, 55 60 cân. 55 60 cân nhá. Nó vết bẩn nhỏ tí thôi, không nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu ạ. Lấy rẻ mọi người 80 đi, mã là 483. 80.000 mã 483 cho em nhá. 80.000 ạ, cho em mã là 483. Rồi 5258 cân này. Chị nào thích màu đỏ đô cho em lấy con này, chất đẹp kinh khủng luôn. 5258 cân nhá. 5258 cân nhanh tay. 120 mã là 406. 120 nhá. Mã 406 120. Mã là 406 cho em 120 đi ạ. Rồi chị nào là người nhỏ, người kiểu chiều cao khiêm tốn nhưng mà mình kiểu mập mập ấy, lấy những con như này đi các bà ơi. 65 cân quay đầu cho em, đảm bảo rất đẹp luôn. 65 cân quay đầu nhá, mặc kiểu nó nhìn nó người nó cao hẳn lên luôn ấy. Dưới 65 cân cho em nhá. 120 đi ạ, mã là 468. 120 mã 468. Lấy những con nó vừa phải thôi, đừng lấy những con dài quá. Rồi size nhỏ cho em này. 50 cân quay đầu mặc ôm, con này mặc với sơ mi cho em quá đẹp luôn các bà ơi. Sơ mi trắng cho em quá đẹp luôn này. Dưới 50 cân lấy luôn. Dưới 50 cân lấy luôn nhá. 120 mã là 393. 120 cho em mã 393 size nhỏ thôi, mặc dáng crop top. 120 mã 393 đi ạ, 120 thôi. Rồi có một con len tuyết.
Các chị ơi, em có một con len tuyết này xinh chưa này? 55 cân quay đầu. 55 cân nó là len tuyết cho em nhá. 120 mã là 466. 120 cho em mã là 466 đi chị ơi, 120 mã là 466. Rồi, con này size M màu be cho em này. Màu be cho em nhá, buộc cái nơ ở hai bên sườn vào đi ạ. Màu be này, lấy 120 mã là 427. 120 mã 427 cho em nhá, 120. Lên mã là 427 đi chị ơi. Rồi, con này nó là dòng len ép nguyên miếng này, rất là dày luôn các bà ơi. Rất là dày luôn con này cho em này. Chị nào cho em dưới 57 cân ạ, 52 57 cân nhanh tay nhá. 120 mã là 372, siêu dày luôn đấy. 120 mã 372. Rồi, bản này cho em thì cả miền Nam miền Bắc đều mặc được cho em này. Dưới 50 cân. Dưới 50 cân nó có bo chun ở gấu nhá. Chị nào thích bo chun gấu mình lấy này. 120 mã là 23. 120 lên mã cho em là 23, 120. Lên mã là 23 đi chị ơi, 120. Trời ơi các bà ơi, con này cho em đẹp đỉnh luôn. Nhưng mà nó là áo khoác thôi, không phải là áo, không phải là cài cúc đâu nhá. Đây các bạn mặc như này thôi cho em này. Xinh nhỉ? Bản này cho em có chị size SM nhá, dưới 55 cân. SM nhá, dưới 55 cân, di lê khóa cho em ạ. Bản này xinh cực luôn các bà ơi, chiếc cũng đẹp lắm. Dưới 55 cân cho em nhá. Em lấy các chị 120 đi, mã 324. 120, lên mã 324 không? Không. Mọi người lên treo hàng lên. Rồi, con này đẹp quá, 60 cân quay đầu. Ừ, 60 cân quay đầu cho em nhá. 60 cân quay đầu quá đẹp luôn các bà ơi. 60 cân quay đầu cho em ạ. 120, mã là 380. 120 nhá, lên mã là 380, 120, mã là 380 này. Rồi ôi, bà này nó có là dòng hai cổ nhá. Nó là dòng hai cổ cho em này, mới còn nguyên mạc luôn các bà ơi. Bà này chị nào 55, 60 cân, trời ơi, đỉnh của chóp luôn. Cái chất của nó siêu dày. Chị nào thích chất siêu dày thì lấy con này nhá. Thích chất siêu dày, bà lấy con này cho em này. 120 đi ạ, mã là 355. 120, chị lên đây mã là 355 nhá, 120 chị ơi. Mã là 355. Rồi, họa tiết quả trám, thích màu tối thì mình lên nhá. Dưới 55 cân cho em size SM thôi ạ. Dưới 55 cân lên con này đi chị. Dưới 55 cân cho em này. 120, mã là 352. 120, lên em mưu mã là 352 nhá, 120.000 thôi. Lên mã là 352 chị ơi, 120. Lên mã là 352 cho em này. Rồi, xinh quá, đơn giản mà đẹp, dưới 50 cân. Dưới 50 cân đơn giản mà đẹp này mọi người ơi, xinh nhở. Đơn giản mà đẹp cho em nhá, rất là dễ kết hợp đồ. Lấy các chị 120 mã 361. 120 lên mã cho em là 361, 120. Mã 361 chị ơi, 120 ạ. Mã là 361 nhá. Rồi, bà này cho em size L đẹp này, dưới 60 cân. Dưới 60 cân, trời ơi, cái chất của nó này các bà ơi, bao phê luôn. Dưới 60 cân nhanh tay cho em. 120 mã là 403. 120 nhá. Lên em mã là 403 chị ơi, 120.000. Chị lên cho em mã là 403 đi ạ. 120 này. Rồi, con này dưới 50 cân xinh lắm. 375 cho chị Vân Lưu. Xinh lắm các bà ơi, dưới 50 cân cho em. Dưới 50 cân nhá. 120 mã là 481, chất siêu dày luôn này. Chất siêu dày, siêu đẹp, siêu đanh luôn, các bà nhìn rõ không ạ? Mã cho em là 481 nhá, 120 thôi. Mã là 481 cho em này, 120. Rồi, lên con này đi ạ. Size này cho em 52, 57 cân. 52, 57 cân, nó là màu tối này. Các bà mặc cái đồ sáng màu ở bên trong, đảm bảo là bao đẹp luôn này. Dưới 56, dưới 57 cân nhá. 52, 57 cân cho em này. 52, 57 cân, em lấy các chị bản này 120. Mã là 413. 120 nhá, mã 413. Con này mà mặc với sơ mi trắng này, hết chấm luôn các bà ơi. Rồi, lên một con màu xanh cô ba này cho nó cháy đây. Bà này cho em các chị nào ML đi ạ. 50-60 cân mặc rộng rộng ra cho em mới đẹp nhá các bà ơi. Nó là phong khỏe. Các bà mặc rộng rộng ra cho em mới đẹp này. Xinh nhở, rất là dày và đanh. Rất là dày và đanh, phong trẻ cho em này. 120 đi ạ, mã là 381. Nhanh tay nhá. 120. Đây mã cho em là 381, 120 này các chị ơi. Rồi, mọi người ơi, tương tác mạnh lên cho em nào. Muốn em lên cái màu gì, size gì thì mọi người comment lên cho em nhá. Rồi, đây, con này đẹp quá, size 55 cân quay đầu. Cái hình này nó là hình thêu luôn nhá các bà ơi. Nó là hình thêu luôn này. Xinh nhở, ngộ nghĩnh cho em nhá. Em lấy các chị bản này 120 đi ạ, mã là 419. 120 này, nhanh tay. Mã là 419 cho em nhá, 120. Rồi, lên một con màu đỏ đi. Vừa nãy chị nào hỏi em màu đỏ lấy bản này này. ML cho em nhá mọi người ơi. ML này, tất cả những cái hình này, cái chữ này này, nó đều là hình thêu nổi lên luôn nhá các bà ơi. Xinh nhở, bản này dày đẹp, chất rất là đanh. Em lấy các chị bản này 120 đi ạ, mã là 366. 120 cho em nhá, mã là 366. Nhanh tay nhá, 120. Rồi, các bà ơi, ui đây có những con màu xanh như này xinh nhở. Chéo xanh to to không, lấy con này đi. 65 cân quay đầu cho chị đoán. 65 cân quay đầu cho em này các chị ơi, rất xinh luôn nhá. 120 đi, mã là 132.
120 lên em mã là 13220 nhá. Rồi đây đỏ đen đây, vừa nãy chị nào hỏi em đỏ đen nữa này. Đây, bạn này cho em chị nào 52-58 cân. 52-58 cân chất của nó dày lắm các chị ơi. Đảm bảo là các bạn nhận hàng về là sướng luôn này. 52-58 cân cho em ạ. 120 mã là 908 nhá. 120 cho em mã là 908 đi ạ. 120.000 thôi chị ơi. 120.000 đổi lấy một cái bảng gilet len vít như này, các bạn thử trải nghiệm xem nó có xứng đáng không nhá. Bạn này cho em dưới 50 cân, các chị mặc dáng crop top này. Mặc dáng crop top cho em, mặc cái này mặc cái áo sơ mi thì thôi rồi các bạn ơi, đỉnh lắm. Dưới 50 cân cho em nhá, nhỏ nhỏ xinh xinh cho em ạ. 120 mã là 323. 120 nhá, nhanh tay con này đẹp lắm. Mã là 323 cho em ạ. Rồi chị nào thích mặc form trẻ thì mình lên con này Gucci cho em này mọi người ơi. Gucci cho em nhá. 55 cân quay đầu SM, dưới 55 cân chị ấy luôn. Dưới 55 cân lấy luôn nhá. 120 mã là 322. 120 lên mã cho em là 332. 120.000. Rồi đây, ui bản này cho em này. Mặc cho em rộng rộng ra nó mới đẹp nhá các bà ơi. Dưới 65 cân, trên 50 cân và dưới 65 cân là các bà mặc ok những bảng như này này. Xinh lắm luôn ấy, màu trông nó tươi trẻ nhờ. Rồi em lấy các bà bản này 120 mã là 331. 120 nhá, lên mã là 331 cho em này, 120. Rồi em có một bản màu xanh này xinh chưa? Nó có một cái tag nhỏ ở đây làm điểm nhấn thôi nhá các bà ơi. Bình thường còn nó là trơn một màu dễ mặc, chị thích phong cách kiểu đơn giản thì lấy nhá. Dưới 70 cân được ạ. Dưới 70 cân thoải mái đi các chị ơi, 60-70 cân đẹp nhất cho em này. 120 mã là 70. 120 nhá, lên em mã là 70 chị ơi. 120 lên mã 70 cho em này. Rồi những bản này thì mặc hách dáng vô cùng luôn. Chị nào người mập mập mà bụng to ấy, khuyên thật lòng là lấy những con cá khúc như này đi. Đảm bảo mặc không thấy bụng luôn. Đảm bảo là các bà mặc nó tôn dáng lắm. Rồi con này cho em 65 cân quay đầu được ạ. Dưới 65 cân cho em ok nhá. 55-65 cân ok này. 120 mã là 25. 120 lên mã là 25 chị ơi, 120 đi ạ, lên mã là 25. Đây. Bản này cho em này, có chị nào size to to không? Dưới 80 cân đi ạ. Dưới 80 cân những con này cho em nhá. Trời ơi, mặc rộng rộng ra thì càng đẹp hơn các bà ơi. Mặc dấu quần thì mặc với cả quần đét kinh các thứ ấy, đảm bảo rất xinh luôn. Dưới 80 cân ok. 120 mã là 417. 120 nhá, nhanh tay họa tiết ra beo cho em. Mã là 417 này. Rồi con này cũng là beo nhưng beo vàng. Form này mình mặc dấu quần luôn cho em, mặc không đi bốt cao lên các bà ơi. Xinh nhở. Dưới 57 cân cho em ạ. 50-57 cân ok. Có dáng tốt cho em và chất của nó rất là dày. 120 mã là 937 nhá. 120 lên mã cho em là 937 chị ơi. Mã là 937 cho em này. Rồi ui dồi ôi, cái chất len lông này của nó này các bà ơi. Nhìn này, mất mượt mượt luôn. Bản này cho em nó các chị mặc thành dáng yếm đẹp này. Mặc thành dáng yếm cho em nhá, size 50 cân quay đầu. Dưới 50 cân lấy luôn này, màu đẹp nhở, trông rất là tây luôn ấy. Dưới 50 cân lấy con này cho em. 120 đi, mã là 446. 120 này, lên mã cho em là 446 chị ơi, 120. Rồi, những bản như này cho em, thì kể cả các bạn nam size to ấy. Các bạn nam mình vẫn mặc được, các bạn nam mà phong thích mặc kiểu trẻ trung ấy, mình vẫn mặc được màu thôi. Rồi, bản này cho em nhá. Unisex đi ạ, dưới 70 cân cho em. Nhanh tay nhá, dưới 70 cân, rất đẹp luôn, các bạn trẻ là rất thích phong này này. 120 mã là 439. 120 nhá, cho em mã là 439 chị ơi, 120 mã là 439 này. Rồi dưới 50 cân, dưới 50 cân cổ tròn dễ mặc cho em ạ, và tiết quả chám. Em lấy các chị bản này 120 mã là 363. 120 nhá, mã 363, thật sự không phải toàn những con chất lượng đỉnh luôn mọi người ơi. Cái chất của nó đẹp lắm. Rồi ví dụ như con này, bản này các chị mặc thành yếm đẹp nhỉ. Xinh này cái gì nữa các bà ơi, size M cho em 50-55 cân. 50-55 cân thì phối bên trong sơ mi hoặc giữ nhiệt đều rất ok. 50-55 cân nhá. 120 đi, mã là 450. 120 cho em mã là 450. Yếm em cũng lấy bằng gilet luôn. Mã cho em là 450 đi ạ. Rồi len lông này. Len lông con này thì mềm mịn mà nó rất là ấm. Mặc ấm cực kỳ luôn ấy, nó mềm lắm. Dưới 50 cân. Dưới 50 cân nhanh tay nhá. Dưới 50 cân cho em này. 120 đi ạ, mã là 498. 120 mã là 498. Con size to này đúng không chị? Đây. Bản này cho em nhá mọi người ơi. Size to này. Rồi size to, dưới 80 cân mình có thể mặc ok nhá. Dưới 80 cân cho em này, form nó to mà nó co giãn đấy, mặc sướng lắm luôn các bạn ơi. Dưới 80 cân nhá, chị nào big size mình lấy con này đi, đảm bảo mọi người đẹp. 120 mã là 417. 120 mã 417 đảm bảo mọi người đẹp nhá. Rồi đây, ui những con như này không lấy thì lấy con nào đây các bạn ơi. 55 cân quay đầu trông rất đơn giản đúng không? Nhưng mà mặc lên là mọi người sẽ thấy là nó trông khá là ok đấy ạ. Form trẻ cho em nhá. Chị Hiền Nghiêm. Form trẻ cho em nhá chị ơi, đây.
những cái màu như này là các bà thường là kiểu thích màu tươi sáng hơn, không thích cái màu như này đúng không? Nhưng mà các chị khuyên thật lòng là nên lấy một con tám chị ơi, 498 ạ. Con là bốn, con xanh lá cây mã là 498, nó là len lông đấy các bạn. Con đấy chất đẹp lắm, ấm nữa. Rồi đây này bạn này trên này mọi người, trông đơn giản nhưng mà mặc lên rất xinh nhá, form trẻ cho em ạ. Form trẻ cho em này, mặc vào là trông kiểu trẻ được mấy tuổi luôn đấy các chị ạ. Nhỉ, rất dễ kết hợp đồ nữa không? Bạn này cho em các chị nào dưới 55 cân lấy được nhá. Dưới 55 cân cho em này, 120 mã là 460, 120.000 nhá, lên đây mã là 460, chất đẹp lắm. 120 cho em ạ, mã là 460. Rồi chị nào hay mặc áo sơ mi thì lấy những con như này này, hay mặc áo sơ mi thì lấy những bản như này, cái phần này nó to này, em đảm bảo mặc áo sơ mi trắng mọi người mặc rất xinh luôn. Dưới cho em 57 cân là được ạ, 52 57 cân cho em nhá, bao đẹp luôn các bà ơi. 52 57 cân con này mặc với sơ mi trắng là thôi đỉnh của chóp luôn. 120 đi, mã là 948, 120 nhá, mã là 948 cho em. Rồi đây size nhỏ đây các chị ơi, dưới 50 cân, dưới 50 cân này, dòng này nó là dòng len mịn ấy, nó đanh lắm, dòng len mịn cho em nhá, rất đanh luôn này. Dưới 50 cân cho em lấy bản này đi, chị nào thích mặc dáng ngắn ngắn mình lấy này. 120 mã là 451, 120 nhá, mã 451, 120 mã 451 cho em, 120 này mã là 451 cho em ạ. Rồi đây, ui cardigan này quá đẹp luôn này các bà ơi, cardigan này quá xịn luôn ấy. 55 57 cân quay đầu cho em, đẹp nhất cho em là 53 57 cân nhá, đẹp nhất là 53 57 cân này, xuất sắc luôn các bà ơi, chất xịn lắm. 120 đi, mã 99 ạ, 120 cho em mã 99 nhá. Các bà săn dây lê bây giờ là quá chuẩn rồi các bà ơi, chuẩn bài luôn. Đảm bảo là vào vụ là có những con đẹp xịn mà không ai có luôn ấy. Rồi nhanh tay nhá, nhanh tay cho em, số lượng hàng không còn nhiều đâu. Rồi đây ví dụ như con em đang mặc này các bà ơi, 55 cân quay đầu chiều lấy lên mã là 460 nhá. Mặc thoải mái dễ chịu lắm, sướng luôn. Chào thích mặc có cổ lên con này cho em này. Chất len của nó này mọi người ơi, nhìn đỉnh không? Chất len của nó này. Rồi, bảo đây cho em các chị dưới 52 cân nhá. Dưới 52 cân nhanh tay ạ. 120 đi, mã là 314. 120, mã cho em là 314 nhá chị ơi, 120. Rồi, form trẻ cho em dưới 50 cân. Chị nào dưới 50 cân khuyên thật lòng lấy con này đi mọi người ơi. Nó đẹp cực luôn ấy, màu này sang nhỉ, mà trẻ nữa. Lấy các chị 120, mã là 469. 120 nhá. Lên mã cho em là 469 đi ạ, 120 chị ơi. Rồi đơn giản mà đẹp cho em, Nam Bắc mặc được. Ok bản này này, chắc của nó vừa phải thôi nhưng mà rất là xinh nhá. Form trẻ cho em ạ, dưới 50 cân 469 chốt chị. Chị nào dưới 50 cân chốt luôn này, dưới 50 cân chốt luôn màu sáng. 120 mã là 358, 120 cho em mã 358 nhá. Các chị ơi nhanh tay khẩn trương, những bản như này mà bỏ lỡ thì quá là tiếc luôn này. Cả Nam cả Bắc mặc đều ok, những con như này chất của nó này, nó mỏng mỏng thôi mà nó rất là đanh và điệu nữa các bà ạ. Nó là len đục lỗ cho em nhá. Len đục lỗ cho em này, xinh nhở, dưới 50 cân. Dưới 50 cân chị nào thích điệu lấy con này. Chị xem màu đỏ. Ok. 120 mã là 434, 120 mã là 434 nhá. Màu đỏ chị lên con này cho em thì nếu mà chị thích chất đẹp. Chị thích chất đẹp cho em size ML 50 60 cân, thích kiểu chất dày đẹp ấm ấy thì mình lên con này cho em nhá. 50 60 cân. 120 mã là 389. 120 mã 389 phong trẻ. 120 nhá. Mã là 389 đi chị ơi, 120. Rồi, bản này màu xanh cho em này, 50-55 cân, 50-55 cân nhá, chân len của nó vừa phải thôi, cả Nam cả Bắc mặc đều đẹp. Rồi, em lấy các chị 120, mã là 396, 120 mã 396 cho em nhá. Ui, đây chị ơi, chị hỏi em màu đỏ, chị lấy con này đi. Xinh cực luôn, nó có một cái tag Mickey nhỏ, đây là hình theo thôi nhá. Còn lại là màu đỏ đô cho em này, bản này size M dưới 55 cân, lấy con này quá đẹp luôn này các bà ơi. Chị áo size M cho em dưới 55 cân lấy luôn nhá. Mã là 364 cho em này, 120 đi ạ. Màu quá đẹp luôn ấy. Rồi, màu đỏ em còn có bản này có họa tiết nữa. Nếu mà chị thích có họa tiết thì lấy luôn này. Chất siêu dày luôn. Chất của nó siêu dày luôn các bà ơi, nó làm kiểu cách á. Em lấy cho các chị con này dưới 55 cân đi ạ. Dưới 55 cân nhanh tay nhá. Dày lắm, kiểu cách này. Đẹp nhờ. Dưới 55 cân lấy luôn. 120 mã 61. 120 lên mã 61 cho em, 120. Lên mã 61 nhá, 120. Rồi đây, bản này chị nào người to ngang mà chiều cao thiên tốn là lấy những cái bản ngắn ngắn này mặc cực đẹp luôn. 55-60 cân cho em này, 55-60 cân cho em màu tươi sáng đấy ạ. Em lấy các chị 120 đi, mã là 142, 120 cho em mã là 142 nhá, 120 này, mã là 142 cho em này. Trời ơi, con này nó xinh thế này mà các chị không lấy là hơi tiếc luôn này. Dưới 50 cân là tôi khuyên thật lòng các bà là lấy luôn. Đẹp từ cái chất này đến cái kiểu luôn nhá. Đẹp từ cái chất này kiểu này chị ơi. Xinh thế nhỉ. Bạn ấy chị em dưới 50 cân nhá. Dưới 50 cân chốt luôn chị ơi. Không có gì phải suy nghĩ nhiều con này luôn. 120 mã là 991. 120.000 thôi.
Mã là 991 cho em nhá, 120. Lên mã là 991 đi ạ. Rồi, em xem con nào điệu điệu đẹp đẹp em lên cho các chị nhá. Đây, ui toàn bộ cái này nó là hình thêu luôn các bà ơi. Nó là hình thêu nhá, không phải hình dán mà các bà sợ là giặt nó bong, nó treo khỏe gì đâu. Mình lấy cho em con này dưới 5-7 cân đi, bao đẹp luôn. Dưới 5-7 cân bao đẹp, bao điệu luôn, đảm bảo là không đụng hàng bao giờ luôn nhá. 120 đi ạ, mã là 313. 120, lên mã là 313 nhanh tay, 120. Xem kẻ vàng. Kẻ vàng à? Ờ đây, kẻ vàng đấy. Kẻ vàng đây chị ơi, con này cho em nó mic kiểu giả sơ mi ấy. Giả áo sơ mi ở bên trong nó là một cái áo thôi nhá, không phải hai áo đâu. Mic kiểu giả sơ mi bên trong, con này cho em dưới 65 cân kiểu bao xịn luôn. Dưới 65 cân chất của nó rất đẹp luôn các bà ơi. 5-7-65 cân cho em 120 đi ạ. Mã là 385. 120 nhá, mã là 385. Nói chung là dê lê là nó một trong những cái dòng áo mà nó dễ mặc nhất của mùa đông rồi. Ai cũng phải có vài cái ở trong tủ các bà. Nhưng mà hơn nhau ở chỗ là có chọn được những cái con đẹp, chất đẹp hay không thôi. Nên là các chị để ý những con như này này. Ui, xịn nhở. 55-60 cân cho em. 55-60 cân cho em nhá, xích rất đẹp luôn. Thích màu kẻ vàng là phải lấy luôn này. 120 đi, mã là 403. 120 cho em mã là 403 nha. 120 ạ, mã là 403. Mọi người ơi, muốn em lên cái màu như thế nào và size như thế nào thì comment nhá. Size nữa các chị ơi, size nữa hoặc là màu như thế nào nữa mọi người, comment cho em nhá. Rồi, bà này quá đẹp luôn này. Dưới 55 cân SM. SM cho em dưới 55 cân, chất len của nó vừa phải thôi nhưng mà nó rất là đanh. Em lấy các chị 120 đi ạ, mã là 488. 120, lên mã là 488 nhá. Rồi, con em đang mặc cho em là mã là 460-120 này. Dưới 55 cân 120.000 mã là 460. Ui, 75kg à, để em chọn cho chị một con đẹp. Và em thấy có một con size to xinh đẹp lắm luôn ấy. Đảm bảo là bà mặc là sướng này. Đây, con này 75 cân mặc thoải mái cho em nhá. Đẹp này, 75 cân mặc thoải mái bà này cho em này. Chất rất đẹp luôn các bà ơi, giày ấm. Mùa đông ấy các bà mặc kiểu gọn gàng thôi, mặc kiểu một cái áo giữ nhiệt xong một cái con này ra ngoài nữa này là mình đã đủ ấm rồi. Đã đủ ấm rồi mà trông rất gọn gàng và đẹp nhá. Dưới 75 cân đi ạ, 75 cân lấy được nhá, đẹp lắm. 120 mã 357. 120 nhá, cho em mã là 357 chị ơi, 120 thôi. Mã là 357 này, đây em có con này dưới 775 cân chị cũng mặc được này. Nếu mà lấy con đấy là chui cổ thì chị lấy con này cho em ca gì gần cái khúc này. Đảm bảo chị là bao đẹp luôn. Đảm bảo chị là em đã chọn cho là cứ yên tâm đi ạ. Dưới 75 cân cho em nhá, chất rất xịn luôn các bà ơi. Chất rất xịn luôn này. 120 đi, mã 129. 120 nhá, lên em mã là 129. Kiểu người mình cao to ấy thì mình sẽ lấy những cái màu nó tối tối đi và nó có họa tiết một chút là nó sẽ che được những cái khuyết điểm. Rồi, màu này thì quá là đẹp luôn này. Trời ơi, các bà ơi, không lấy con này đẹp mà quá tiếc luôn ấy. Em lấy ba chị Vân Lưu. Con này nó có thể đây. Màu đẹp chưa? Mọi người nhìn cái vặn thừng của nó hộ em tí. Nhìn cái vặn thừng của nó hộ em này, có dáng tốt nhá. SM dưới 55 cân. Đảm bảo các chị mặc những con này lên là rất là tây luôn này. Rất là tây, rất là đẹp luôn. Dưới 55 cân lấy luôn. Dưới 55 cân cho em nhá. Form rất là vừa phải nữa. 120 đi, mã là 981. 120, mã là 981 này. Mặc quá tây luôn ấy. 120.000 nên mã cho em là 981 đi chị ơi. Rồi, em lên một bảng len tuyết đi. Có duy nhất một con len tuyết này thôi này. 50-55 cân. 50-55 cân cho em nhá, chất đẹp nhở. 50-55 cân cho em ạ. 120-3466. 120 nhá, tên em mã là 466 chị ơi, 120. Size nhỏ đi ạ, bản này trên dưới 50 cân thôi. Trời ơi, mặc với sơ mi con này thì quá đỉnh luôn. Dưới 50 cân và nó là dáng crop top nhá mọi người. Nó là dáng crop top trên này. 120, mã là 393. 120 nhá, lên mã là 393 đi chị ơi. Rồi, chị nào vừa nãy hỏi màu đỏ này, lên bản này cho em, đảm bảo các chị là rất là trẻ khỏe. Trẻ khỏe cho em xinh nhá. 55 cân quay đầu size SM ạ. Size của nó cũng rất là cơ bản. Màu đỏ trước. Ok, dưới 55 cân nhá, 120, mã là 406. 120, cho em mã là 406, 120 này. Mã 406 con này nó là kiểu cam ấy các bạn, không phải là đỏ hẳn đâu. Đây này, bạn này cho em 50-55 cân. 50-55 cân này xinh chưa? 50-55 cân nhá, chất của nó mịn lắm. 50-55 cân đanh. 120 đi, mã là 917. 120 nhá, lên bản này cho tươi sáng này. Mã là 917, 120. Rồi, đỏ con này nó cũng đẹp này. Chị nào thích đỏ lấy con này đi. Dưới 57 cân, 50-57 cân xinh dã man luôn. 50-57 cân nhá, chất của nó đẹp vô cùng luôn các bà ơi. 50-57 cân không lấy con này thì lấy con nào đây? 120, mã là 384. 120 nhá, cho em mã là 384, họa tiết là thổ cẩm. 120 đến mã 384 đi ạ. Các chị ơi, tương tác mạnh lên cho em nào. Đỏ vừa mã bao nhiêu đó chị à? Mấy con đỏ cơ?
393 cho chị Yến Vi. Chị lên mã nhá, chị ơi. Từng áo là em sẽ lên mã kèm theo ấy. Nên là chị lên theo mã chị nhá. Chị lên theo mã nhá. Chứ bây giờ chị hỏi có mấy con đỏ liên tục cơ. Rồi bà này chị em 60 cân quay đầu này. 60 cân quay đầu, trời ơi cái chất của nó đỉnh lắm các bà ơi. Nhìn gần hộ em này, cái chất của nó đỉnh lắm luôn. Rồi em lên lấy các chị con này 120.000, mã là 348. 120 lên mã là 348. Chị ơi 120 cho em ạ, mã 348 nhá. Ôi con này đơn giản là đẹp này. Chị thích phong cách đơn giản lấy con này cho em. Chất của nó siêu siêu đanh luôn. Bà này cho em dưới 60 cân, 53 dưới 60 cân là ok. 120 đi, mã là 28. 120 nhá, mã 28 này. Chị nào lấy con áo em đang mặc lên mã cho em là 981 nhá. Chất của nó rất đẹp luôn. Mã 981 cho em đi ạ, 120. Rồi chị thích cao gần dưới 50 cân. Các chị gần dưới 50 cân, những bản này mặc thì nó rất là trẻ trung, năng động cho em này. Dưới 50 cân, em lấy các chị 120, mã là 425. 120 nhá, lên em mã 425 đi chị ơi, 120 thôi. Mã là 425 cho em. Rồi, ôi các bà ơi, con này vặn thừng này đỉnh của chóp luôn, 55 cân quay đầu. Nhìn này các bà ơi, nhìn cái vặn thừng của nó này. Chất của nó bao đẹp luôn, màu này mặc cực kỳ trắng da nhá. Dưới 55 cân, 120, mã là 443. 120, lên em mã là 443 đi chị ơi, 120. Mã là 443. Rồi chị nào thích phong cách trẻ trung năng động cho em lấy con này họa tiết ạ. 50 cân quay đầu nhá chị ơi. 50 cân quay đầu chị lên bản này này. 120 cho em mã là 444. 120 Gucci đây, vừa nãy bảo mọi người Gucci mà con này em dưới còn nguyên. Trời ơi mọi người ơi, chị nào mà thích săn hàng hiệu thì săn bản này cho em đi, dưới 55 cân thôi. Gucci cho em xịn luôn này các bà ơi. Nhìn những cái tang cái mác của nó này các bà ơi, còn nguyên luôn này. Chị lấy được con này sướng nhá. Duy nhất con hiệu hôm nay thôi. Chị nhanh tay được con này này. 55 cân quay đầu, xinh lắm. 120 đi, mã là 332. 120 nhá. Cho em mã 332, thật sự là không biết là mọi người lấy những con không lấy những con như thế thì lấy những con như nào luôn ấy, bởi vì sao? Những con như thế nó rất là hiếm, không có nhiều đâu. Nên là các bà mà không săn những con như thế là cực kỳ tiếc luôn các bà. Cực kỳ tiếc luôn ấy. Đây này, 50 cân quay đầu cho em, chất len của nó đỉnh lắm. Chất len của nó đỉnh lắm các bà ơi này. Xịn nhờ. Chị nào mà săn được những con như này mọi người mặc quá sướng luôn, dưới 50 cân. 120, mã là 368. 120 nhá, lên đây mã là 368 thì chất siêu đẹp luôn. 120, mã là 368 nhá. Rồi, tiếp hai cho chị Hiền Nghiêm. Thích phong cách trẻ trung lên con này cho em này, 65 cân quay đầu. Phong cách trẻ trung nhá, chất len của nó dày đẹp đanh, các bà mặc sướng này. 120 đi, mã là 459. 120 này, lên em mã là 459 chị ơi, 120. Mã là 459 đi ạ. Rồi 52 cân quay đầu cho chị nào thích họa tiết thổ cẩm này. Dưới 52 cân chị ơi, xuất xuất con nhà bác sắc luôn. Dưới 52 cân nhá. 120 mã là 371. 120 lên em mã là 371 này. 120 lên mã 371. Trời ơi những con như thế nó xuất sắc lắm luôn các bà ạ. Chị nào size to không em tặng cho bản này, đảm bảo là bao đẹp luôn này. Cho chị Huyền Huyền. Dưới 62 cân, 5562 cân cho em. Trời ơi đỉnh lắm con ơi, các bà ơi con này cho em. 5562 cân nhá. 120 đi, mã là 25. 120 lên mã là 25 cho em, 120 này. Mã là 25 đi ạ. Ôi dồi ôi, con này size nhỏ thôi. 40-47 cân đó chị nào thích mặc crop top, chất đẹp nhỏ. 40-47 cân đi chị ơi. 120.000, mã là 386 này. Đẹp nhỏ. 120 nhá, mã cho em là 386. 120, mã là 386. Trời ơi bà ơi, 55 cân quay đầu cho em. Thích đơn giản là phải lấy luôn. Thích đơn giản là phải lên luôn con này cho em này. 55 cân quay đầu ạ. 120 mã 65. 120 các chị lên cho em mã là 65 đi chị ơi, 120. Mã là 65 nhá. Rồi con này đẹp nhờ. Dưới 52 cân lên lông thỏ cho em. Dưới 52 cân trời ơi đẹp quá các bà ơi. Lông thỏ cho em này. Em lấy các chị con này 120.000, mã là 400. 120 ạ, mã là 400 cho em chị ơi, 120. Rồi chị nào thích phong cách đơn giản. Thích phong cách đơn giản mình lên con này cho em nhá. 50 cân quay đầu màu nâu tây, bản này mặc cực sang luôn các bà ơi. Mặc cực sang, cực trẻ luôn, dưới 50 cân cho em ạ. 120, mã là 354. 120 nhá. Lên em mã là 354 chị ơi, 120 này. Lên mã 354 cho em ạ, xuất sắc. Nhanh tay được những con như thế. Con thổ cẩm dài 75kg à? Con thổ cẩm nào 75kg không ạ? À? Để em xem nhá. 75kg chị đợi em một tí. 75kg chị lấy những con như này này các chị ơi. Nhưng mà không, con này 70 cân thôi các bà ơi. Con này 70 cân quay đầu thôi. Ừ, dài tay thì không có đâu chị ơi. Hôm nay là di lê mà. Hôm nay là di lê mà không có dài tay đâu chị ơi. Bà này cho em dưới 70 cân chứ các chị lấy được này.
xịn lắm luôn ấy, len lông thỏ nhá. Dưới 70 cân 120 mã 398. 120 lên em mã là 398 đi chị ơi, 120 này. Rồi ôi những con như này các bà ơi, chất của nó đỉnh chưa. Dưới 53 cân cho em 4553 cân nhá, siêu đỉnh luôn. 4553 cân cái chất của nó đẹp lắm. 120 đi, mã là 328. 120 này, lên mã cho em là 328 đi chị ơi, 120 thôi. Rồi ôi, cardigan cho em này, cardigan size S màu dưới 55 cân. Chất của nó đỉnh chưa, nhìn gần hộ em tí, cái màu của nó cũng rất là đẹp luôn. Dưới 55 cân các chị lấy được. Dưới 55 cân cho em nhá. Em tặng mọi người luôn 120 đi, mã là 395. 120 này, cho em mã là 395. Đấy, con đấy mà các bà không lấy được thì đúng là không có con nào luôn. Không còn con nào để các bà lấy được luôn. Xịn lắm luôn ấy. Rồi, chị đã hỏi em màu đỏ của nó thì lấy con này 650-60 cân ML. ML 50-60 cân, chất của nó bao đẹp luôn các bà ơi. ML nhá, 50-60 cân, nhanh tay cho em này. 120, mã là 409. 120, chị lên cho em mã là 409 chị ơi, 120. Mã là 409 cho em nhá. Rồi, size M cho em ạ, xinh nhỏ. Chất của nó rất là đanh, chất rất đanh luôn. 55 cân quay đầu size M cho em lấy con này được ạ. 120 đi, mã là 344. 120 này, mã cho em là 344 cho em 120.000. Mã là 344, ôi dồi ôi, xinh xỉu luôn các chị ơi. Len đục lỗ cho em nhá, nó cắt này. Và đặc biệt là nó rất là mới các bà ơi. Đặc biệt là nó rất là mới, chị nào size SM dưới 55 cân. Trời ơi, con này đỉnh lắm luôn này. SM khuyên thật lòng lấy con này đi, dưới 55 cân. 120, mã là 17. 120 nhá, nhanh tay lên nó 17, con này quá đẹp luôn ấy. 120 lên mã 17 cho em này. Rồi, bản này cho em 55-60 cân. 55-60 cân chị lấy con này được nhá, màu cũng rất đẹp. 55-60 cân ạ. Lấy các chị 120 đi, mã là 485. 120 lên mã là 485 chị ơi, 120. Mã là 485 cho em nhá. Size nhỏ này, dưới 50 cân. 17 size nhỏ. Chị Cherry Phạm. Ừ, con 17 đẹp lắm chị ạ. Size nhỏ cho em nhá, dưới 50 cân. Bản này quá đẹp luôn này. Size nhỏ cho em ạ, Make in Korea. Em lấy các chị bản này 120, mã là 362 này. 120 cho em mã 362. Bản đấy chất của nó đanh, 10 năm thì bắt bằng được hết nhá. Áo mẫu mặc chị. Áo mẫu mặc chị lên con này cho em đi, cực kỳ đẹp luôn. Size M, dưới 55 cân. 120, mã là 981. Trời ơi, con này chị nào lấy được em xin chúc mừng luôn. Mã 981 cho em nhá, chất nó đẹp lắm các bạn ơi. Gần cho em này, nó mới lắm ấy. Mã 981 cho em nhanh tay nhá. Rồi, chị lên con này cho em đi, size M tiếp này. 50-55 cân, rất xịt luôn. 50-55 cân chị ơi. 120 đi, mã là 432 này. 120 nhá, 120 cho em mã là 432, 120 này. Mã là 432, con 981 này đẹp vô cùng luôn chị ơi. 120 mặc 432 con đấy nhá, cũng xinh lắm. Chị xem kẻ vàng đi. Kẻ vàng làm gì có kẻ vàng nào đâu. Xem hết rồi gì. Rồi bà này 50 cân quay đầu này. 50 cân quay đầu này kẻ nâu thôi chứ không có kẻ vàng đâu. Bà ơi chẳng còn con vàng nào cả luôn. Rồi dưới 50 cân chị lấy con này được ạ. Dưới 50 cân nhá, size nhỏ thôi. 120 đi, mã là 447. 120 đi ạ, mã là 447 cho em chị ơi, 120. Mã là 447 cho em này, 120 này. Rồi đây, con này cho em đảm bảo là mặc bao xinh luôn này. Chị nào thích mặc kiểu dáng ngắn ngắn ấy, mình lấy những con như này cho em này. Mặc dáng ngắn xinh cực. Mặc dáng ngắn ngắn cho em nhá. Bản này cho em chị nào dưới 55 cân. Dưới 55 cân xinh nhỉ. 447 chị Phạm Tường Vi. Bà nào dưới 55 cân lấy con này đi, xinh cực luôn ấy. Dưới 55 cân lấy luôn nhá. Dưới 55 cân cho em này, mặc trẻ nhỉ. Em lấy các chị bản này 120 đi, mã là 948. 120 nhá, mã là 948 cho em này. Rồi size nhỏ dưới 50 cân chị lấy con này. Đảm bảo chất cực đẹp luôn. Đảm bảo chất bao đẹp cho chị luôn, dưới 50 cân cho em nhá. 120 mã là 451. 120 này, lên mã 451 cho em, chất đẹp lắm này. 120 lên mã là 451 nhá chị. 120 lên mã cho em là 451 cho em nhá. Rồi dưới 50 cân tiếp này. Dưới 50 cân form này form dành cho chị nào người cao gầy. Chào người cao gầy lấy con này cho em 50 cân quay đầu. 120 mã 363. 120 nhá, chị lên em mã là 363 120. Rồi đây, ui con này đỉnh luôn, 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu cho em này. Xinh nhờ. Size SM dưới 55 cân lấy luôn. Ui, đấy chị thích đỏ lấy luôn này. Chị thích đỏ lấy luôn, 55 cân quay đầu. 120 mã là 457. 120 nhá, mã 457 đỏ cũng không có nhiều đâu, có một hai con đấy thôi. Mã 457 cho em 120 này. Mã là 457 cho em ạ. Rồi, họa tiết thổ cẩm đi chị ơi, dưới 57 cân. 50 57 cân. Ôi giời ơi luôn các bà ơi, đẹp quá. Rồi, em lấy các chị bản này 127 chị Nguyễn Hàng. 120 nhá, mã là 473.
120 này, chị lên em báo là 473. Chị ơi 120, em báo là 473 cho em nhá. Rồi ôi, nó đanh nó lì, nó đanh nó dày cho em 50-60 cân. Xịn luôn, xịn đét luôn bà này. 50-60 cân, 120 má là 410 này, 120.000 nhá. Lên em mơ má là 410 đi chị ơi. Má là 410, 120 này. Rồi ôi các bà ơi, đỉnh chưa. 55-60 cân cho em, 55-60 cân cho em nhá. Màu nhã nhặn xinh nhở. 55-60 cân chị lên con này được ạ. 120 đi, má là 486. 120 lên má là 486 cho em nhá. Diệp Diệp, nhiều con đẹp lắm các bà ơi. Rồi ôi, chị nào 65 cân không lấy con này hơi phí luôn. Dưới 65 cân mà không lấy bản này hơi phí luôn. Đẹp từ hàng khuy trở đi nhá các chị ơi. Con này đỉnh lắm luôn này. Em lấy các chị bản này bao nhiêu đây ạ? 120, má là 334. 120 nhá, má 334. Con này mặc dấu dáng vô cùng. 120 má 334. Rồi bản này đẹp, cả nam cả bắc mặc đều xinh cho em. Miền Nam miền Bắc mặc đều đẹp cho em nhá. Nó mỏng nhẹ và nó rất là thời trang, trendy cho em nhá. Bản này cho em chị nào dưới 50 cân đi ạ. Dưới 50 cân nó mỏng mỏng thôi, em lấy 100.000 đi, má là 360 này. Đảm bảo các chị nhận được hàng là quá sướng luôn. 100.000 nhá, má là 360, 100.000 con này, má 360 này. Lâu lâu cũng phải có quà gì tri ân các chị chứ đúng không? Rồi bản này cho em 55 cân quay đầu. Chất len của nó thì không phải suy nghĩ luôn các bà ơi. Chất len của nó không phải suy nghĩ luôn. 100, con này 100, mỏng. Rồi bản này cho em dưới 55 cân nhá, xinh nhở. Dưới 55 cân hốt nhanh này. 120, má là 325. 120 nhá, má là 325 cho em ạ. 120.000. Lên má cho em là 325 đi chị ơi. Rồi ôi, cái màu này nó xinh xắn gì đâu luôn. 55 cân quay đầu, 55 cân quay đầu nhá, xinh nhỏ. Quá là đẹp luôn. Dưới 55 cân chị nhanh tay cho em ạ. 120 má là 494. 120 nhá, cho em má là 494 cho em, nó dòng yếm. 120 má là 494 này. Rồi 55 cân quay đầu, thích mặc điệu đẹp thì lấy này. Thích mặc điệu đẹp nhá, 55 cân quay đầu. 120 đi, má là 418. 120 cho em má là 418 nào. Chị em ơi, ai đang xem mình thả tim thả like tích cực lên cho em nào. Comment thả tim thả like tích cực lên đi chị ơi. Thả tim thả like tích cực lên. Ủi em thấy mọi người chậm thế nhở. Thấy mọi người chậm quá các chị ơi. Thả tim thả like tích cực lên cho em nè. Và mình có thể comment cái màu mình muốn mua nhá. Comment cái màu mình muốn mua cho em nhá mọi người ơi. Màu sắc và size số mình muốn mua cho em này. Rồi, bản này cho em đẹp nhất là 5562 cân, siêu dày luôn. 5562 cân siêu dày luôn nhá. 120 đi, mã là 464 này. 120 cho em mã 464 nhá. 418 đúng không? Rồi, bản này cho em dưới 55 cân. Dưới 55 cân, trời ơi đỉnh luôn. Dưới 55 cân cho em này mọi người ơi, hoa nhí. Dưới 55 cân, 120 đi, mã 356. 120 nhá, mã 356 cho em 2 này. Rồi ôi, lên con bạn thường này đi các bà ơi, đỉnh chưa? Dưới 55 cân. Dưới 55 cân đỉnh luôn. Dưới 55 cân nhá, nhanh tay. Màu sữa đấy ạ. 120 mã là 399. 120 chị lên cho em mã là 399 nhá chị ơi. 120 này, lên cho em mã là 399 cho em ạ. Rồi. 464 chị đồ sơ sinh. Trời ơi, các chị ơi, nhanh tay chốt nhiều con đẹp lắm. Dưới 50 lạng, dưới 52 cân thôi. Con này dưới 52 cân nhá, chất nó đẹp lắm. Dưới 52 cân kiểu đẹp. Dưới 52 cân này. 120 mã là 422. 120 mã 422 nhá. Đảm bảo mùa đông các bà có những con này mặc các bà sướng lắm. Dưới 45 cân đi ạ. Dưới 45 cân lấy con này nhá. Dưới 45 cân size nhỏ này. 100.000 đi, mã là 453. Con này size nhỏ 100.000 này. Mã 453 cho em 100.000. Mã là 453. Rồi dưới 55 cân cho em màu đẹp nhở. Rất là tây luôn nhá. Dưới 55 cân cho em màu rất tây luôn á. 120 xin lỗi, mã là 452. 120 nhá, mã là 452 để chất đẹp vô cùng. 120 mã 452 cho em này. Rồi chị nào lấy con em đang mặc lên mã cho em là 948 nhá. 120 mã 948 này. Màu đẹp kiểu đẹp trông trẻ lắm. 55-56 cân thoải mái đi. Rồi bản này cho em này xinh nhỏ. Các chị nào 65-67 cân quay đầu ạ. 65-67 cân quay đầu nhá. Màu rất đẹp luôn các bà ơi. 120 mã 70. 120 lên mã cho em là 70. Trời ơi 120 lên mã 70 này. Rồi dưới 55 cân. Dưới 55 cân thích mặc màu tối cho em ạ. Dưới 55 cân thích mặc màu tối nhá, bao đẹp luôn này, dưới 55 cân. 120.000 mã là 421. 120 này, lên mã cho em là 421 chứ ơi, 120 đi ạ. Mã là 421. Rồi ôi, con này cho em đỉnh luôn. 55 cân quay đầu, 50-55 cân đó là cardigan cài cúc. 50-55 cân nhá, nhanh tay. 120 đi, mã là 383. 120 này, nhanh tay. Mã là 383, con này mặc tây lắm. 120 cho em nhá, mã là 383 chị ơi. Rồi chị nào thích đơn giản thì lấy con này.
thích đơn giản mà đẹp này, 52 cân quay đầu, xinh xỉu luôn ấy. 52 cân quay đầu 4, 9, 4, nhá. Mặc áo dưỡng nhiệt rất xinh. Mặc áo dưỡng nhiệt rất đẹp cho em này các bạn ơi. 120 đi mã 427. 120 cho em mã 427 cho em nhá. 120, mã là 427 đi chị ơi, 120 này. Cái mã cho em là 427 cho em ạ. Rồi, chị nào thích màu trắng tinh luôn nhá các bạn ơi, không phải trắng sữa trắng kem gì đâu. Con này nó là trắng tinh cho em này. 52 57 cân đi ạ. 52 57 cân chị lên được bản này nhá. 120 mã là 962. 120 nhá, lên mã là 962 cho em 120.000. Lên mã là 962 cho em này, 120 đi chị ơi. Mã là 962 nhanh tay. Rồi ôi xinh quá. 52 57 cân. 52 57 cân họa tiết ô vàng cờ này, con này mặc lên cực kỳ trẻ luôn. Cực kỳ trẻ luôn các bà ơi. 120 đi, mã là 390 cho em. 120 chị lên cho em mã là 390 120 nhá. Rồi, ôi con này crop top cho em này. 52 57 cân. Crop top 52 57 cân nhá, chất của nó đẹp chưa này các bà ơi, màu rất tây. 52 57 cân ạ. 100.000 mã là 310. 100.000 nhá, lên mã là 310 100.000. Rồi đây, chị nào vừa đấy hỏi em màu đỏ nhỉ, lên con này cho em này. 55 cân quay đầu chất đẹp lắm các bà ơi. Chất của nó xịn sò cực kỳ luôn. 55 cân quay đầu cho em nhá, nhanh tay. 120 đi ạ, mã là 35. 120 chị lên em mã 35 chị ơi, 120. Lên mã 35 cho em này, 120 rồi. Ôi giời ơi, con này đẹp quá các bà ơi, 75 cân quay đầu. 75 cân quay đầu cho em nhá, chất siêu xịn luôn ấy, nó không quá dày đâu. Chị nào thích kiểu nó vừa phải thôi mà nó đanh lì thì mình lấy con này nhá, 55 cân quay đầu. 120 đi, mã là 482. 120, che mương mã là 482 chị ơi, 120.000. Lên mã là 482. Rồi ôi, con này cũng thế này. Dưới 75 cân, đẹp lắm các bạn. Dưới 75 cân, chị thích màu tối lấy nhá. Dưới 75 cân cho em ạ. 120.000, mã cho em là 350. 120 nhá, lên mã là 350 cho em, 120 này. Rồi các bà ơi, muốn lên màu sáng hay màu tối và sang như thế nào thì comment cho em đi. Em thấy mọi người kiểu tương tác cánh hoa. 310 chị Trần Duyên. Thật sự luôn. Dưới 55-56 cân này. 50-56 cân ok nhá. 50-56 cân này. Những cái bản nó rất là đẹp và xịn như này. Lấy 120 thôi. Mã là 3, mã là 481. Mã là 481 120 nhá. Mã là 481 cho em này. Rồi đây, màu xinh chưa? Dưới 65 cân cho em ạ. Dưới 65 cân các chị lấy được nhá. 120 mã là 132. 120 cho em mã là 132 chị ơi. 120 cho em mã là 132 nhá. Rồi ôi, những con như này mà các bà không chốt thì cho con nào đây? Bản này các chị không chốt thì cho con nào đây? Dưới 57 cân cho em. 50-57 cân, chất dày đẹp, đanh lì. Con này mặc sướng dã man luôn này. 120 đi, mã là 341. 120 nhá, lên mã là 341 chị ơi, 120. Mã là 341 chị ơi. Rồi con này cũng đẹp này. Bản này cho em chị nào dưới 60 cân, thích mặc kiểu đơn giản ấy, form trơn đơn giản thì mình lên con này nhá. Đơn giản thôi nhưng mà rất đẹp luôn này. Dưới 60 cân, chị Vân Lưu. Dưới 60 cân cho em ạ. 120 mã là 426. 120 nhá, mã 426 cho em, 120. Mã là 426 đi chị ơi. Rồi đây là một bản yếm dành cho các chị dưới 50 cân. Chất của nó thì không phải suy nghĩ luôn các bà ơi. Một bản yếm nhá cho các chị dưới 50 cân. 120 đi, mã là 433. 120 cho em mã 433 này. Bà nào thích đơn giản thì lấy con này. Thích đơn giản này, cổ tròn cho em nhá. Chất đẹp vô cùng luôn các chị ạ. Chất của nó đẹp vô cùng luôn, màu kem, màu sữa cho em này. Hai bên có hai cái túi. Chị nào thích kiểu đơn giản thì lấy nhá. Dưới 55 cân, 120 mã 316. 120 nhá, mã là 316 cho em, 120. Lên mã cho em là 316 đi ạ, 120 đi chị. Mã 316 cho em này. Rồi xinh chưa, 50-55 cân. Có một cái hình bông hoa theo. 50-55 cân nhanh tay, 50-55 cân cho em nhá. 120 đi, mã là 440. 120 lên mã là 440 chị ơi, 120. Rồi con này cho em 65 cân quay đầu. Dưới 65 cân nhanh tay này. Dưới 65, con này 50-62 cân thôi mọi người ơi. 55-62 cân thôi. 55-62 cân cho em nhá, chất rất đẹp luôn. 55-62 cân ạ. 120 đi, mã là 331. 120 cho em mã là 331 chị ơi. 120 cho em mã 331 này. Rồi bản này cho em 55-62 cân. Trời ơi, con này không lấy thì lấy con nào đây các bà ơi, siêu xịn luôn. 55-62 cân. 120 mã 381. 120 nhá, lên mã cho em là 381 đi ạ, 120.000 thôi. Lên mã là 381 này. Rồi con này cho em đẹp nhất là 58 cân quay đầu. Dưới 58 cân, 53-58 cân cho em, đỉnh của chóp luôn các bà ơi. Mặc với cả áo trắng ở bên trong nhỉ. 53-58 cân cho em nhá. 120 đi, mã là 413.
120 chị lên cho em mã là 413 chị ơi. 120. Rồi, con này dưới 55 cân này. Đây là hình thêu nha các bà ơi, xinh thế, con này cute dã man luôn này. Dưới 55 cân các bà lấy luôn. Dưới 55 cân cho em nhá. 120.000 mã là 419 ạ. 120 lên mã trên mương là 419 chị ơi, 120 thôi. Mã là 419 cho em này. Rồi, ủa, trời ơi đỉnh chưa? Đỉnh chưa các bà ơi, 55 60 cân. 55 60 cân đỉnh chưa này. Trời ơi chất đẹp lắm. 120 đi, mã là 908. 120 cho em nhá. Mã là 908 các bà ơi. Chỉ cần các bà comment là muốn mua cái hàng như thế nào, màu gì, lên dãy sau lưng à, ok lên luôn. Là em sẽ có nhá, em sẽ đáp ứng được hết luôn. 55 60 cân cho em bản này đẹp nhất này. Bản này đẹp nhất size L, 55 60 cân cho em, chất của nó vừa phải thôi, không quá dày đâu. Các bà lấy được những con này sướng cho em nhá. 120 đi, mã là 317. 120 này nhanh tay. Lên cho em hương mã là 317 chị ơi, 120. Rồi đây, ui con này đỉnh lắm, nó còn mới còn nguyên tăng mác luôn này. Nó là hàng hai cổ cho em nhá, cổ hai lớp cho em ạ. Rồi bản này dưới 62 cân cho em. Trời ơi đỉnh lắm, dưới 62 cân chất rất xịn. 120.000 mã 355. 120 nhá. Mã cho em là 355 đi chị ơi, 120. Rồi đây, size nhỏ dưới 50 cân. Size nhỏ mà dòng này nó là dòng kiểu crop top dáng ngắn. Dưới 50 cân cho em lấy được ạ. Các chị nào dưới 50 cân lấy luôn nhá. 120 mã là 445. 120 này, mã là 445 cho em, 120. Rồi, con này nó là len lông thỏ siêu siêu mềm luôn. Len lông thỏ siêu siêu mềm luôn này. Dưới 57 cân cho em. 50 57 cân nhá chị ơi, 50 57 cân này quá đỉnh luôn á. 120 đi, mã là 327. 120 nhá. Mã là 327 chị ơi, 120 mã 327 cho em này. Rồi. 120 mã 327 con đấy nhá. Đây, chị nào cho em 52, 55, 57 cân, 52, 57 cân cho em này. Chất đỉnh lắm các bạn ơi. 52, 57 cân cho em nhá. 52, 57 cân đi ạ. 120, mã là 137. 120 này, lên em mã là 137 chị ơi, 120. Rồi, vừa nãy chị nào hỏi em size to nhỉ, chị lấy con này cho em đi. 75 cân quay đầu, trời ơi, nó bao đỉnh luôn các bạn ơi. Nó như kiểu hàng handmade luôn ấy, hình hoa thêu này. 75 cân quay đầu cho em nhá, chất rất đẹp luôn, khuyến cáo là chất rất đẹp luôn. 120 đi, mã là 2 đi ạ. 120 mã 2. 120.000 lên mã 2 cho em nhá. Rồi đây, bản này cho em này. 60 cân, 55 60 cân, rất đẹp luôn. 55 60 cân cho em này chị ơi, 55 60 cân. Em lấy các chị bao nhiêu đây ạ? 120.000 nhá, lên mã là 3. 120.000 chị lên mã 3 cho em này. 120 nhá, lên mã 3 cho em, đỉnh của chóp luôn chị ơi. 120 lên mã 3 cho em này. Rồi, ui, con này còn hàng đẹp, hàng xịn luôn này các bà ơi. Dưới 50 cân. Dưới 50 cân các chị lên được con này nhá. Dưới 50 cân chất đẹp lắm. Dưới 50 cân nhanh tay này. 120 đi mã 302. 120 mã 302 cho em nhá, chất đẹp cực kỳ luôn ấy. 120 mã 302. Rồi, bà này dưới 52 cân tiếp này. Dáng ngắn đi ạ. Dưới 52 cân dáng ngắn cho em nhá. Đẹp nhở, xinh thế các bà ơi. Dưới 52 cân dáng ngắn cho em. 120 mã là 489. 120 nhá. 202 chị mã 489, 202 mã 489. Rồi ôi, con này nó là len ép nguyên miếng siêu dày luôn. Siêu dày luôn, len ép nguyên miếng cho em nhá. Bản này cho em dưới 60 cân, 55 60 cân là ok nhất này. 55 60 cân ạ. 120 mã là 374. 120 chị lên em. Mã là 374, 120 này. 120 lên mã 374 con đấy nhá. Rồi bản này cho em này, 52 57 cân. 52 57 cân nhanh tay đi chị ơi. 52 57 cân nhá, chị nhanh tay cho em. 120 mã là 964. 120 nhá. Mã là 964 cho em, 120 ạ. Rồi con này chất đẹp quá này. 53 58 cân. 53 58 cân, trời ơi tay đẹp nhở. 53 58 cân cho em nhá. Xinh quá các bà ơi. 120 đi, mã là 378. 120.000 này. Lên mã cho em là 378 đi chị ơi, 120. Lên mã 378 nhá. Rồi, ui con này rất đơn giản và đẹp cho em. Rất đơn giản và đẹp, size M này, chất của nó đỉnh lắm các bà ơi, chị nào thiên về chất này. Chị nào thích kiểu đơn giản mà thiên về chất đẹp thì mình lên con này cho em nhá. Dưới 55 cân đi ạ. 120 cho em mã 951. 120 nhá. Mã cho em là 951 chị ơi, 120. Mã là 951 cho em này. Rồi ôi, dưới 60 cân. Dưới 60 cân đỉnh chưa chị ơi, màu đẹp nhờ. Dưới 60 cân cho em nó nhã nhặn xinh lắm luôn này. 53 dưới 60 cân nhá. 120.000 đi chị, mã là 343. 120 nhá, mã là 343. Rồi mọi người ơi, muốn lên màu như thế nào hoặc là size như thế nào thì tương tác lên cho em nào. Tương tác lên cho em nào các chị ơi.
Vì sao? Em không còn nhiều hàng đâu các chị ơi. Em không còn nhiều hàng đâu. Còn khoảng tầm 20 con nữa là hết rồi. Nên là chị nào mà mình thích săn là mình phải nhanh tay lên cho em nhá. Để em xem có cái hàng nào nó đáp ứng được yêu cầu các chị không, đúng không? Rồi, bạn này cho em 50 cân quay đầu này, xinh chưa? 50 cân quay đầu cho em này, rất đẹp luôn này. 50 cân quay đầu nhá. 120 mã là 23. 120 cho em mã là 23 chị ơi. 120 ạ, mã là 23. Rồi, con này thì không phải suy nghĩ luôn. 55 cân quay đầu này, chất đỉnh chưa? 55 cân quay đầu này các bà ơi, siêu đỉnh luôn ạ. Em lấy các chị bản này bao nhiêu đây? 120 đi. Lên mã cho em là 324. 120 nhá, lên mã là 324 chị ơi, 120. Mã cho em là 324 này. Lên mã 324. Rồi, 55 60 cân chị ơi. 55 60 cân nhanh tay cho em này, chất đẹp lắm. 23 cho chị Mai. 55 60 cân. 120 mã là 435. 120 mã 435 này. 125 mã là 435 chị ơi. Rồi, size to đi ạ. 60 65 cân. 60 65 cân. Trời ơi, nó đẹp gì đâu luôn á. 60 65 cân nhá. 120 mã là 474. 120 đi ạ, mã là 474 chị ơi. 122 mã là 474 nhá. Rồi, xinh quá, 55 cân. Xinh quá này, dưới 55 cân cho em chị nhanh tay này. Dưới 55 cân đi ạ. 120 mã là 499. 120 nhá, mã là 499 chị ơi. 122. Rồi, ôi con này màu xanh cho em này. Bản này cho em 55 cân quay đầu. Size 50 55 cân là đẹp nhất, size M nhá. 120 mã là 458. 120 chị lên cho em mã là 458 đi chị ơi, size 2 thôi. Mã là 458 cho em nhá. Rồi đây. Con này size nhỏ tí luôn này. Chị áo size này dưới 40 cân thôi mọi người ơi. Hoặc là chị nào có con gái ấy, con gái tầm 30 35 cân mặc vẫn ok cho em nhá. Dưới 40 cân đi ạ. Dưới 40 cân size nhỏ tí này. Đấy 100.000 đi, mã 335. 100.000 thôi. Mã là 335 100.000. Lên mã cho em là 335 nhá. Rồi đây. Phong này đẹp nhở. 55 60 cân. 55 60 cân cho em nhanh tay nhá. 55 60 cân cho em ạ. À, nó bị bẩn nhẹ một tí, em lấy 80.000 đi, mã là 483. 80.000 cho em, mã là 483, 80.000 chị ơi. Mã là 483 cho em này. Rồi các bà ơi, muốn lên màu gì và size như thế nào thì tương tác lên cho em nào. Thả tim, thả like mạnh mẽ lên cho em mọi người ơi. Muốn mua cái màu nào, size gì các chị comment lên cho em nhá. Hàng em không còn nhiều lắm đâu. Em sẽ ưu tiên lên cho chị nào mà có yêu cầu nhá. Rồi dưới 55 cân đi, bản này cực kỳ xinh luôn các bà ơi, mặc trắng da lắm. Dưới 55 cân các chị lấy nhá. Em tặng mọi người 120 đi ạ. Mã là 490 120 327 mã là 490 chị ơi, nhanh tay nhá. Rồi ôi con này xinh quá này các bà ơi. 55 cân quay đầu cho em. 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu cho em nhá. Quá đẹp luôn này, dưới 55 cân các chị lấy luôn. 120 mã là 12. 120 mã là 12 cho em ạ, nhanh tay nhá. 120. Ui con này sang chảnh chưa các bà ơi? Con này chảnh nhờ. Bản này cho em chị nào kiểu thích phong cách sang chảnh cho em mình lên nhá. Quá đẹp luôn các bà ơi, dưới 60 cân ML ạ. ML dưới 60 cân, cái lông này của nó là lông thật đây này các bà ơi. Hàng siêu xịn sò cho em, siêu cấp vũ trụ luôn đấy. Tặng các chị luôn 120 đi, mã là 370. 120 nhá, đây này mã là 370 chị ơi, đảm bảo được luôn thế. 120 cho em ạ, mã là 370 chị ơi. Rồi đây. Chị áo thích màu tối em tặng cho con này đẹp này. Dưới 60 cân cho em, 53 dưới 60 cân cho em nhá, chất rất đẹp luôn. 53 dưới 60 cân chị ơi. 53 dưới 60 cân ạ. 120 mã là 416. 120 nhá, đây mã là 416 chị ơi. Rồi, đơn giản mà đẹp, 55 cân quay đầu cổ này, cổ cao 3 phân cho em nhá các bà ơi. Bà này mặc mùa đông sướng nhở. Mặc với một con giữ nhiệt là đẹp cho em nhá, dưới 55 cân chất rất xinh luôn. 120 đi ạ, mã là 107. 120 nhá. Cho em hương mã là 107 chị ơi, 120. Mã 107 120 này. Rồi, xinh chưa? 50 năm 52 57 cân. 52 57 cân. Trời ơi, siêu đẹp luôn cái màu này, mặc với sơ mi cho em này. 52 57 cân. 120 mã 39. 120 chị lên em mã 39 nhá, 120. Lên mã cho em là 39. Rồi ôi, có chị nào size L không? Em tặng cho con này. 55 62 cân. Trời ơi đỉnh luôn. 55 62 cân này, mặc con này cực kỳ tôn dáng mà giấu giá, giấu bụng này. 55 62 cân nhá. 120 mã là 471, 120 này. Nhanh tay cho em mã là 471 đi chị ơi, 120. Mã là 471 cho em nhá. Ồ đây, con này dưới 50 55 cân này, chất siêu dày luôn. Nếu mà chị nào thích chất dày thì không thể bỏ qua con này đâu mọi người ơi. Thích chất dày cho em này, siêu dày luôn đấy. 120 đi, mã là 49946. 120 nhá, muối tiêu này. Mã là 946 cho em, 120. Chị nào lấy con em đang mặc này 50 57 cân ok này, lên mã cho em là 948. Chốt rồi à? Đây.
Đây. Rồi, bản này cho em quá đẹp luôn này, 65 cân quay đầu, trời ơi, đỉnh là đỉnh luôn các bạn ơi. 65 cân quay đầu đỉnh luôn cho em này. Đẹp nhờ. Bản này cho em chị nào dưới 65 cân nhá. Dày lắm. 120 đi mã 359. 120 cho em mã là 359. Trời ơi, 120. Mã là 359 cho em này. Rồi, em lên một bản màu đỏ này xinh chưa? Treo dưới 45, dưới 47 cân cho em nhá. Đẹp nhờ. Cái chất của nó này. Dưới 47 cân màu đỏ cho em mặc cực kỳ tôn da. Lấy 120, mã là 353. 120 nhá. Cho em mã là 353, 120. Mã 353 cho em này. Rồi, bản này mã này size M nhưng mà ML được 50-60 cân đi ạ. ML 50-60 cân, chất rất đẹp luôn các bạn ơi. ML cho em nhá. 50-60 cân các chị lấy được ạ. 120.000, mã là 428. 120 này, lên mã cho em là 428 đi chị ơi, 120. Mã là 428, rồi con này chất xịn chưa. 55-62 cân tiếp ạ. 55-62 cân nhá, form đẹp nhờ. Chất rất đỉnh luôn. 55-62 cân nhanh tay này. 120, mã là 455. 120 thôi nhá. Mã cho em là 455 chị ơi. 455, 120 này. Rồi, em có một con màu xanh bơ. Trời ơi, con này không đẹp, không lấy tiền các bà luôn. 55 cân quay đầu. Chất của nó xịn lắm các bà ơi. Màu cũng xinh nữa, trẻ trung nhờ. 55 cân quay đầu. 120 đi ạ. Mã là 394. 120 nhá. Lên em mã là 394 chị ơi. 120. Mã 394 này. Rồi, con này cho em thì đơn giản, nhã nhặn. Chị nào dưới 55 cân mà thích phong cách đơn giản thì mình lấy nhá. Dưới 55 cân thôi. 120.000, mã là 352. 120, mã 352 nhá, 32. Mã 352 này. Trời ơi, con này cho em quá đỉnh luôn các bà ơi. 70 cân quay đầu form rộng cho em. 70 cân quay đầu các chị nào thích vào form rộng mình lấy nhá. Cái hình này nó là hình thêu luôn đấy các bà. Em lấy 120, mã là 402. 120 nhá. Lên mã cho em là 402 chị ơi, 120 này. Rồi các bà ơi, mình muốn lên, muốn em lên cái màu nào và size nào thì comment cho em nhá. 946 size mấy cân à? Chị ơi, khi mà em dạy lông cam mã gì à? Trời ơi, qua rồi thì em không thể nhớ được chị ạ. Thật sự là như thế luôn. Nó qua rồi là em không nhớ được luôn ấy. Mọi người giúp em là khi mà em lên mã ấy, thì em sẽ lên kèm cân nặng ấy và cái mã. Nên là các chị chú ý là mình lên đúng mã, đúng mã cho em là có chưa có người chốt đơn nhá. Chứ các chị mà cứ hỏi lại như thế thì em chịu luôn. Mình qua mã rồi mà làm sao nhớ được. Rồi, bản này cho em 55 cân quay đầu này. 55 cân quay đầu cho em nhá, nhanh tay. 55 cân quay đầu chất quá đẹp luôn các bà ơi, dưới 55 cân cho em ạ. 120.000, mã là 438. 120 nhá, mã là 438, size 55 cân quay đầu. Đấy, các bà nghe tư vấn rõ về size nhá. Xong ok về kiểu dáng, các bà nhìn thấy ok thì các bà chốt. Chứ bây giờ các bà cứ hỏi lại thì em chịu thôi. Rồi, bà nói cho em 50-57 cân. 50-57 cân nhá, chất rất đẹp luôn này. 50-57 cân, chị nào nhanh tay thì được. 50-57 cân cho em nhá. 120 đi ạ, mã là 468. 120.000 này. Lên mã cho em là 468, chị ơi, 120 này. 468. Đây, kẻ vàng em có con này cũng xinh này. Chị nào 55-65 cân ok. 55-65 cân ok cho em nhá, chất rất đẹp luôn. 55-65 cân ok đi ạ. 120, mã là 118. 120 nhá, tên em mã là 118. Chị ơi, 120. Mã là 118 cho em này. Ôi, đây, bản này cũng đẹp này. Bản này cũng đẹp cho em nhá. 52-57 cân. 52-57 cân này quá đỉnh luôn các bà ơi. 52-57 cân. 120, mã là 411. 120 nhá, lên mã cho em là 411. Chị ơi, 120. Rồi, con này màu cam, họa tiết Mickey cho em này. Bản này nó là một bản dấu quần cho em ạ. 50 cân quay đầu. Dưới 50 cân mình mặc được nhá. Dưới 50 cân mặc đẹp luôn này. Dưới 50 cân. 120 đi, mã là 484. 120 cho em mã là 484. Chị ơi, 120. Mã là 484 này. Rồi, chị là thích con màu đen trông bling một tí thì lấy nhá. 50-60 cân ML đẹp ạ. ML cho em 50-60 cân nhá. Mặc con này lên thì trông nó sáng da lung linh á. 120 đi, mã là 309. 120 lên mã 309 cho em này, 120.000. Lên mã cho em là 309 nhá chị ơi, 120. Rồi, con này cho em size to 55-60 cân. 48 chị giày dép giúp anh. 55-60 cân chị nhanh tay nhá. 55-60 cân cho em ạ. 120 đi, mã là 475. 120 này. Lên đây mã là 475 chị ơi, 120. Mã là 475 nhá. Rồi, bản này cho em size đầu ạ. Con này cho em 52-57 cân. 52-57 cân, chất rất đẹp luôn, mặc yếm nhá mọi người. 52-57 cân này, bản này xịn nhở. 52-57 cân, 120 mà 337. 120 nhá, mã 337 cho em, 120 này. Mã 337. Rồi, con này 60-70 cân, được không, đẹp không lấy tiền luôn này. Chất siêu xịn luôn nhá. Rồi, xinh quá.
dưới 65 cân cho em này, 57 65 cân cho em nhá. 120 đi mã là 376. 120 lên mã là 376 cho em này, 120. Rồi em có một con màu đỏ này, có chị thích mặc màu đỏ không? Chị thích mặc màu đỏ em tặng cho con này đẹp size M ạ. SM 55 cân quay đầu nhá. SM cho em dưới 55 cân nhanh tay này. 120.000 mã là 365. 120 nhá. Lên mã cho em là 365. Mã 365 cho em này. Rồi con này là cổ thủy thủ các bạn ơi, xin chưa? 55 60 cân. 55 60 cân, chị thích màu đỏ thì lấy luôn này. 55 60 cân ạ. 120 đi, mã là 479. 120 nhá, mã là 479 cho em 120 này. Rồi, ui con này đẹp quá này, size to. Dưới 60 cân, 55 60 cân size L ạ. 55 60 cân chị lấy luôn con này nhá. Chất đẹp lắm các bạn ơi. 55 60 cân cho em này, nhanh tay. 120 đi, mã là 431. 120 nhá. Mã là 431 chị ơi, 120. Mã là 431 này. Rồi, con này 55 cân quay đầu, trời ơi siêu dày luôn. 55 cân quay đầu siêu dày luôn cho em nhá. 120, mã là 372. 120.000 lên mã trên là 372 này. Rồi, con này có mix size cho em này, rất là mới đẹp luôn các bà ơi. 50 60 cân ML, chất của nó đẹp vô cùng luôn. 50 60 cân cho em nhá. 120 đi, mã là 380. 120 380, con này nó bị lỗi em. Phải không? Không à? Bình thường đi. Rồi bạn này cho em nhá. 52 57 cân ok đi ạ. 52 57 cân rất đẹp luôn các bà ơi. 52 57 cân. 120 mã là 401 này. 120 cho em mã là 401 chị ơi, 120 ạ. Rồi size nhỏ đi. Có một bản như này vừa nãy size to, con này size nhỏ dưới 50 cân thôi, chất đẹp vô cùng luôn các bà ơi. Xinh nhỏ. Chèo size nhỏ dưới 50 cân mình lấy luôn con này nhá. Dưới 50 cân cho em này. 120 đi ạ, mã là 391. 120 này. Lên cho em mã là 391 chị ơi, 120. Mã là 391 cho em nhá. 120. Mã là 391 cho em này. Rồi đây 391 chị Lê Hiền Lê. Con này cũng đẹp này, 52 cân quay đầu. 52 cân quay đầu nhá, chất xịn cực luôn. Dưới 52 cân mình lên con này cho em này. Dưới 52 cân nhá. 120 đi. Mã là 463. 120 mã 463 cho em 120. Mã là 463 nhá chị ơi, 120 này. 63 rồi, cái chất len này của nó là len mịn đấy mọi người. Nó đang mặc sướng lắm này. Dưới 55 cân. Dưới 55 cân cho em nhá. Màu đẹp nhờ. Trông rất là tây luôn ấy. Dưới 55 cân chị lấy được con này cho em. Dưới 55 cân này. 120 mã là 306. 120 nhá. Lên mã cho em là 306 120 đi ạ. Mã cho em là 306 120 nhá. Rồi con này cũng xinh này. Dưới 50 cân. Dưới 50 cân chị lên con này. Dưới 50 cân chị ơi, xuất sắc luôn. Dưới 50 cân cho em nhá. Chất quá đẹp luôn này. Dưới 50 cân, 120 đi, mã là 423. 120 cho em nhá, mã là 423 các chị ơi. Mọi người ơi, hàng em vẫn còn một ít đấy, nhưng mà em thấy mọi người tương tác kém quá. Không biết là mọi người có muốn em lên hàng nữa không? Không biết là mọi người có muốn em lên nữa không? Mọi người ơi, thấy mọi người tương tác kém quá. Các chị muốn em lên... 306 chị Thủy Ngọc. Các chị muốn em lên thêm thì mọi người tương tác mạnh lên cho em nào. Thả tin, thả like lên, tích cực lên cho em. Thì em sẽ lên thêm một ít hàng nữa. Còn nếu không thì em sẽ xuống like đây, tại vì thấy mọi người tương tác kém quá. Mọi người tương tác kém quá mọi người ơi. Tương tác... Ôi đấy mọi người ạ. Rồi mọi người ơi. Đây em sẽ lên thêm chục con nữa, nếu mà các chị không chốt thì mình sẽ nghỉ luôn nhá. Rồi con này đẹp quá này, dưới 50 cân. Nhanh tay đi các chị ơi, con này quá đẹp luôn. Dưới 50 cân cho em nhá, dưới 50 cân ạ. 120, mã là 425. 120 nhá, mã 425 120 này. Rồi ôi con này các bà không lấy thì lấy con nào đây, thật sự là rất là đẹp luôn. 55 62 cân, con này không lấy thì thật sự rất tiếc luôn này. Khuyên thật lòng các chị size L lấy luôn. Khuyên thật lòng nhá mọi người ơi, nghe em tin em thì lấy. 120 mã là 348. 120 nhá, mã 348 đảm bảo nhận về là sướng luôn đấy. Mã 348 cho em này. Rồi bạn này cho em 52 57 cân. 52 57 cân nó là len ép nguyên miếng rất là đanh các bà ơi. 120 đi ạ, mã là 28. 120 nhá, lên mã 28 cho em 720. Lên mã 28 nhá. Rồi những con như này không lấy thì lấy con nào đây các bà ơi? 50 cân quay đầu. 50 cân quay đầu không lấy con này thì lấy con nào đây các chị ơi? Siêu siêu xịn luôn ấy. 52 cân quay đầu cho em nhá. À xin lỗi, 50 cân chứ, 50 cân quay đầu. 120 mã là 362 này. 120 lên em mã là 362 đi chị ơi. Rồi chị nào thích màu tối thì em tặng cho con quả chám này. Nó đơn giản mà rất là đẹp, dưới 55 cân thiên về chất nhiều. Thiên về chất nhiều cho em nhá, dưới 55 cân đi ạ. 120.000 mã 65. 120 lên mã 65 cho em này. Rồi ôi các bà ơi, cái con này nó siêu siêu xịn luôn này.
size M cho em dưới 55 cân. Siêu xịn luôn cho các chị nào mà thích cái dòng một màu mà lại còn màu kiểu này. Bạn thử cho em nhá. Chất của nó rất đẹp. Dưới 55 cân đấy luôn ạ. 120.000, mã là 443. 120 nhá. Lên cho em mã là 443 đi các chị ơi, 120. Mã là 443. Rồi ôi, con này cho em này 52 cân quay đầu. 52 cân quay đầu, không lấy bản này thì lấy bản nào đây các chị ơi? 52 cân quay đầu này. Siêu xịn luôn, dưới 52 cân cho em nhá. 120, mã là 371. 120 đi ạ, lên mã cho em là 371 chị ơi, 120. Đây, những con như này mà các chị để lỗ thì em thật sự không biết là mọi người muốn mua cái sản phẩm gì luôn. Thật sự. Gilê những con như này gọi là đỉnh lắm rồi các bạn ạ. Thật sự luôn, những con gilê như này nó gọi là quá đỉnh rồi. Dưới 55 cân này. SM cho em dưới 55 cân. Trời ơi, bản này đỉnh luôn các chị ạ. Màu nó rất là tây luôn nhá. Dưới 55 cân các chị lên con này đi. Dưới 55 cân lên con này cho em này. 120.000, mã là 432. 120 nhá. Lên mã cho em là 432 các bà ơi. Con này quá đẹp luôn mà các bà không chốt em thấy tiếc thay cho mọi người luôn. Mã là 432 cho em nhá, 120 ạ. Mã là 432 con này nè. Rồi, ok mọi người ơi, thế thì mọi người không chốt thì em xuống like nhá. Em hẹn mọi người ca live 12:30. Cảm ơn mọi người đã xem live nhá.